liên hệ. Chưa chấm lớp này, chưa chấm, đang chấm các lớp khác. Không gian vector nào, không gian vector này, định nghĩa. Cho V là tập hợp. Mấy anh này vào. Cho V là tập hợp khác rỗng. Trên V xác định hai phép toán. Quân thì chắc là bị lỗi mạng. Trên V xác định hai phép toán, phép toán thứ nhất là phép cộng hai phần tử trong V. Cộng 2 phần tử trong V thì được 1 phần tử trong V. Cái cộng này và cái nhân này là do mình định nghĩa. Mình định nghĩa thế nào là tùy mình. Tuy nhiên là trong khuôn khổ cái môn học của mình thì mình sẽ vẫn dùng phép cộng và phép nhân thông thường. Cho nên chỗ này nó cũng không có gì khó cả. Còn lại nhá, sau này các bạn được quyền tự định nghĩa phép cộng, tự định nghĩa phép nhân. Có nghĩa là muốn định nghĩa thế nào là tùy đấy. Phép nhân phần tử V.
phép nhân một phần tử V với một số thực. Thì vẫn được một phần tử trong V. Nhắc lại là sau này mình học rộng hơn, đúng chưa? Hoặc là bạn nào chịu khó đọc sách tham khảo ngoài, lớp này là có nhiều anh là đọc sách tham khảo ở bên ngoài, người ta dùng ký hiệu khác thì xong rồi về cứ hỏi loạn lên này. Thì anh sẽ thấy là cái phép cộng và phép nhân này người ta định nghĩa, tức là người ta định nghĩa thế nào đấy là quyền của người ta, miễn là nó thỏa mãn các tính chất là được. Được chưa? Thế còn trong quyển giáo trình này và trong cái bài giảng này thì ta sẽ chỉ sử dụng các phép cộng và phép nhân thông thường, có nghĩa là những cái phép cộng bình thường mình vẫn đang dùng, mình không có định nghĩa một cái phép cộng nào mới cả. Còn sau này người ta sẽ định nghĩa, người ta định nghĩa thế nào đấy là quyền của người ta nhá. Và khi đã định nghĩa như thế thì các phép toán ở đằng sau sẽ phải dùng cái định nghĩa của người ta, được chưa? Ở đây mình không xây dựng cái gì mới cả, mình lấy đúng phép cộng cũ mình đã học rồi, mình lấy đúng phép nhân cũ mình đã học rồi để mình làm, chứ mình không định nghĩa một phép toán mới. Thế còn tôi cho rồi mà. Nhân anh ý, từ nãy anh vẫn cứ xin vào duyệt anh ấy mấy lần mà có thấy được đâu. Ngoài đấy chỉ còn anh Thắng hay anh Thăng hay này. Nhưng mà anh ấy không để tên luôn, à, không để dấu, không biết là Thăng hay Thắng này. Người ta có quyền định nghĩa phép toán theo ý người ta nha. Anh thích định nghĩa thế nào đấy là tùy anh. Còn ở đây tôi nhắc lại là tôi sẽ dùng phép cộng và phép nhân thông thường, cho nên chả có gì phải băn khoăn ở chỗ này cả. Ta gọi V và hai phép toán đã cho là một không gian vector. Nếu có 8 tính chất sau. Tính chất thứ nhất, tính chất giao hoán. Tính chất thứ hai, tính chất kết hợp. Tính chất thứ ba, tồn tại một phần tử không. Được chưa? Để sao cho V cộng 0 bằng V. Tính chất thứ tư là phần tử đối. Các bạn sẽ thấy là ma trận nó cũng có đầy đủ các tính chất này, đúng chưa? Cộng hai ma trận cũng có tính giao hoán này, cộng hai ma trận cũng có tính kết hợp này, cũng tồn tại phần tử không. Phần tử không ở đây của mình chính là ma trận không này, được chưa? Phần tử đối của mình chính là ma trận đối này, cho nên ma trận của mình cũng thỏa mãn các tính chất này, chứ không phải là chỉ có vector hình học thông thường nhá. Ở dưới phổ thông là mình chỉ học vector hình học thông thường.
Nhưng lên trên này cái khái niệm vector nó được mở rộng ra, nó không còn chỉ là đoạn thẳng có điểm đầu điểm cuối nữa, mà nó chỉ cần có phép toán này, thỏa mãn 8 tính chất này thì nó đã được gọi là một vector rồi. Chính vì thế mà ở trên này, ở trong toán ấy, cái này là mắt hai này, nó không hề ký hiệu vector có dấu mũi tên ở bên trên, bởi vì nó rộng hơn rất là nhiều. Vector có mũi tên ở bên trên chỉ là vector hình học đơn thuần, đúng chưa? Còn cái khái niệm vector của mình ở đây nó rộng hơn rất là nhiều. Nó cứ có không gian này, nó cứ có phép toán này, thỏa mãn tính chất này, thì nó được gọi là một vector. Được chưa? Chú ý là như thế. Tính chất thứ 5, 4 tính chất sau là với phép nhân. Nhân ở đây là nhân với một số thực nhá. Không phải là nhân hai vector với nhau. 1 nhân V bằng V. Tính chất kết hợp. Kết hợp ở đây cũng là với số thực nhá. Chứ không có các anh lại tưởng nhầm rằng là hai vector nhân với nhau, không phải. Tính chất thứ 7 là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Phân phối của phép cộng đối với phép nhân. Chú ý này, khi V là không gian vector thì mỗi một phần tử trong V được gọi là vector. Tức là ma trận cũng sẽ là vector. Được chưa? Nếu nó thỏa mãn đủ 8 tính chất thì nó cũng là vector. Đa thức nó cũng sẽ là vector. Đấy, chứ không phải vector là đơn thuần là vector hình học nhé. Vector của mình nó sẽ nghĩa rộng hơn rất nhiều. Chú ý thứ hai, phép trừ tức là phép cộng với số đối.
Chú ý thứ ba, hai phép toán này có tính chất đóng. Đóng có nghĩa là gì? Cộng nó vẫn được một phần tử ở trong đấy, đúng chưa? Nhân với một C thì nó vẫn cứ là ở trong đấy, nó không đi ra bên ngoài, thì đấy được gọi là tính chất đóng. Ví dụ như các bạn thấy hôm trước mình nói đến cái đường thẳng đấy, đúng không? Mình nói đến đường thẳng đấy, CV nó vẫn nằm ở trong đấy, chả đi đâu cả. Hai vector cùng phương cộng lại thì đương nhiên vẫn được một cái vector nằm ở trên đấy chứ nó đi đâu đâu. Tuy nhiên là nhắc lại là trong giáo trình online mà tôi gửi cho các bạn cái đường link ở trên thư viện đấy, thì người ta có đề cập đến không gian vector mà mỗi vector là một ma trận. Người ta có đề cập đến không gian vector mà mỗi vector là một đa thức, có nhá, người ta đưa ra ví dụ. Và sau này cứ mỗi một phần ví dụ là bao giờ người ta cũng làm với cả ba cái không gian đấy. Tuy nhiên là vì mình không có nhiều thời gian nên mình sẽ chỉ nghiên cứu cái không gian vector mà nó là các vector hình học, nghĩa là quay trở lại đúng bài toán cấp 3 cũ của các bạn còn gì, đúng chưa? Thế là quá dễ đối với các bạn rồi còn gì nữa. Xin bây giờ cho các bạn ngồi làm không gian vector mà là các ma trận đi mà. Thì có mà bao giờ mới làm xong. Ví dụ này. Chỗ này đáng lẽ là mình sẽ có 3 ví dụ, một ví dụ về không gian hình học là cái dưới phổ thông đã học rồi. Vector 2 chiều, vector 3 chiều, đúng không? Lên đây tổng quát lên là vector n chiều. Một ví dụ về cái không gian vector là các ma trận. Đấy. Một ví dụ về không gian vector mà mỗi vector là một đa thức. Đấy, với hệ số thực. Nó đều thỏa mãn 8 tính chất mà. Định nghĩa phép cộng, phép nhân ở trong đấy là phép cộng, phép nhân thông thường. Thì ta sẽ tính được ngay thôi. Nên bài toán của mình bây giờ chỉ còn một ví dụ là vector hình học thông thường, đúng chưa? Đấy, cùng lắm là đến không gian 4 chiều. Thôi. Chú ý này. Tính chất thứ 3. Anh này bây giờ mới vào, mẹ này. Anh này hôm nay học muộn à? 30 phút nhỉ, là đánh vắng thôi. Anh bây giờ mới vào anh chả vắng. 30 phút chưa? Tính chất này là tính chất nhanh nhất để kiểm tra một không gian có là không gian vector hay không. Bởi vì cái không nó dễ kiểm tra mà. Anh chỉ cần chỉ ra là không, không nằm ở trong đấy. Kết luận luôn là không là không gian vector. Còn các bạn lưu ý nhá, là không thuộc vào đấy. Chưa chắc nó đã là không gian vector đâu nhá. Chỉ có chiều một chiều thôi. Không có đến lúc sau này áp dụng nó vào. Lấy một cái ví dụ cụ thể để cho các bạn thấy này. Ví dụ như là tập số các số tự nhiên n chẳng hạn. Đúng chưa? Anh n này có là không gian vector không? Có hay không? Rõ ràng mình thấy là không thuộc vào đấy. Đúng chưa? Nhưng nó có phần tử đối không? Tập các số tự nhiên có phần tử đối không? Có không? Không có thì làm sao là không gian vector được. Được chưa? Cho nên n bao giờ người ta cũng nói là tập các số tự nhiên. Chứ người ta không nói là không gian các số tự nhiên. Bởi vì nó không là không gian. Nó chỉ là tập hợp các số tự nhiên. Nó có phần tử không ở trong đấy. Nhưng nó không có số đối. Đúng chưa? Cho nên nó không là không gian vector.
Chứ mà đến lúc khi nói thế này thì là các bạn cứ kiểm tra không thuộc vào đây, xong các bạn kết luận là không gian vector thì chết rồi. Cái này dùng để kiểm tra không phải nhé, chứ không phải là đi kiểm tra là không gian vector, được chưa? Muốn là không gian vector phải thỏa mãn đủ 8 tính chất, còn nó vi phạm một trong các tính chất đấy là thôi đã đủ chết rồi. Nhớ điều đấy. Đấy là lý do vì sao mà các bạn luôn luôn nghe thấy cái câu là tập hợp các số tự nhiên, đúng chưa? Chứ không bao giờ các bạn nghe thấy cái câu là không gian các số tự nhiên, nhưng các bạn có thể nghe thấy câu là không gian các số thực là có. Bởi vì nó là không gian mà. Trong đó mỗi vector là một điểm. Hai la mã không gian con. Không gian con này các bạn chú ý cho tôi nha. À, anh mới muộn 25 phút, 25 phút thì chưa bị vắng. 30 phút là vắng. Không gian con tại sao lại phải chú ý? Lý do là bởi vì đi kiểm tra một không gian vector thì mình có tận 8 tính chất. Cho nên nếu mà để ra đề vào chỗ đấy mà đi ngồi kiểm tra 8 tính chất thì đấy là chuyện không tưởng, đúng chưa? Và người ta sẽ bắt các bạn đi kiểm tra không là không gian vector, chứ không bao giờ kiểm tra là không gian vector cả. Nhưng cái không gian con này thì lại được này, là bởi vì nó chỉ có 2 tính chất thôi, rất là vừa vặn với một bài toán 2 điểm. Định nghĩa cho V kép là một tập con không rỗng. V kép là một tập con không rỗng. Chữ không rỗng đã đánh dấu đỏ, có nghĩa là các bạn phải chú ý vào đấy. Và chỗ này là tôi đang đi kiểm tra V kép, tôi không hề kiểm tra V, được chưa? Chú ý cái chữ không rỗng vào. Tập V là tập to của tôi này. Tập V kép của tôi chỉ là một tập nhỏ nhỏ nằm ở góc này thôi, được chưa? Và tôi đang đi kiểm tra cái V kép, chứ tôi không hề kiểm tra cái V. Tôi đang đi kiểm tra V kép ở chỗ này, xem nó có là không gian vector hay không, chứ tôi không hề kiểm tra V. Cho nên sau này khi tôi lấy các phần tử, tôi phải lấy ở trong V kép, tôi phải kiểm tra nó ở trong V kép, chứ tôi không kiểm tra trong V. Lỗi mà các bạn sau này rất hay gặp đấy chính là các bạn cứ đi kiểm tra trong V. Kiểm tra trong V thì nó thỏa mãn rồi, còn kiểm tra cái gì nữa. Cho nên bài nào nó cũng là không gian con hết. Chú ý ở chỗ đấy nha. Tôi đang kiểm tra cái tập bé tí ở bên trong này thôi, chứ tôi không hề kiểm tra cái anh bên ngoài. Anh bên ngoài tôi có kiểm tra gì đâu. Thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, với mọi V thuộc vào V kép. Nhớ là thuộc vào V kép nhỉ. Tôi sẽ phải đi chứng minh CV cũng thuộc vào V kép. Đấy, các bạn nhìn nhá. Không có một cái nào nó nói rằng là thuộc V hết. Thuộc V là điều đương nhiên rồi, cho nên đừng có đi kiểm tra làm gì cả, được chưa? Tôi đang cần là nó nằm ở trong đây thôi này. Dù có nhân C lên rồi nó vẫn chỉ nằm ở trong đây thôi này. Đấy. Không đi đâu cả, vẫn nằm ở trong đấy thôi. Tính chất thứ hai, U với V thuộc vào V kép bất kỳ. Các bạn nhìn thấy chữ với mọi nhá. Chứ không sau này đi chứng minh là đi lấy một vector cụ thể ra, đúng không? Lấy đúng một vector ra xong rồi bảo là nó đúng với mọi vector khác thì là thôi biết rồi. Anh phải lấy vector tổng quát bất kỳ. Thì U cộng V cũng vẫn thuộc vào V kép. Các bạn nhìn nhá. Trong toàn bộ cái bài của tôi đúng không? Không có chỗ nào tôi nói nó thuộc V hết cả. Tôi đang kiểm tra cái anh V kép nhỏ này. Nó phải thỏa mãn tính chất của cái V kép nhỏ này. Nha. Chứ không có thuộc V. V nó nằm bên ngoài này. Tôi không có tính V. Anh đang kiểm tra cái nào thì anh phải soi xét cái đấy thôi. Anh đang kiểm tra cái A xong anh lại cứ nhìn cái B anh đánh giá tiêu chuẩn là sai rồi. Anh đang đi xét A xong anh lại cứ đi đánh giá B xong anh dùng cái đánh giá đấy anh kết luận cho A. Thế là hỏng rồi, đúng không? Không được. Ví dụ như là anh đang kiểm tra tư cách đạo đức của những anh sinh năm 2002 chẳng hạn.
Thế là anh chỉ nhìn vào cái tập mà những anh suốt ngày lên mạng chém gió này, ăn chơi đua đòi này, xong rồi anh kết luận là hỏng rồi, cả thế hệ này hỏng rồi. Thế là không được. Anh phải lấy bất kỳ để anh kiểm tra. Anh không được chủ đích lấy một người cụ thể nào đấy, xong anh kết luận tất cả, thì đấy là không được. Khi đó V kép được gọi là không gian con. Rồi. Bài hôm nay là bài khó. Không dài nhưng mà khó. Anh nào mà bỏ bẵng bài hôm nay là rất khó nha. Không dài đâu, bài hôm nay không dài. Bài hôm nay nếu mà tôi soạn các slide rất là ngắn luôn. Tuy nhiên là tôi dạy ở lớp nào cũng bị đuối giờ, nghĩa là dạy hết cả 3 tiết luôn đấy. Là lớp này có cải thiện được không, đến lớp thứ tư tầm mà không biết là có cải thiện được không. Thực ra muốn dạy trong vòng 15 phút cũng xong mà. Điều là các anh có hiểu được hay không thôi, chứ cần dạy bao nhiêu phút là xong. Được chưa? Ghi xong chưa? Đúng rồi. 15 phút là 90%, thế nào 100% luôn chứ. Nhớ nhá, V kép ở đây là một là không rỗng này, hai là thỏa mãn điều kiện thứ nhất này, ba là thỏa mãn điều kiện thứ hai này, được chưa? V kép được gọi là một không gian con của V. Đấy, vì phần này nó khó cho nên tôi phải để số trang vào đây để các bạn đọc thêm trong sách nữa mà. Chú ý này. Tất cả các phép toán trên V đều là các phép toán trên V kép. Thì đấy là đương nhiên rồi. Thì V kép nằm trong V mà. Cho nên V kép là không gian vector. Chú ý thứ hai này. Mọi không gian con V kép đều chứa vector 0. Vậy đây sẽ là cái mấu chốt để lát nữa mình chỉ ra nó không rộng. Đúng chưa? Thay vì phải đi kiểm tra một vector nào đấy bất kỳ, mình sẽ đi kiểm tra vector 0 xem nó có thuộc vào V kép hay không. Có một vector thuộc vào đấy chứng tỏ là nó không rộng. Đây sẽ chính là cái vector mà tôi sẽ dùng để tôi kiểm tra cái chuyện rỗng hay không rỗng. Thông thường khi các bạn làm bài, cái này là dạy năm nào tôi cũng nhấn mạnh, được chưa ạ? Việc đầu tiên phải chỉ ra nó không rỗng. Việc thứ hai là các bạn phải đi chứng minh được hai tính chất kia. Thế còn người ta đã viết chữ không rỗng ở trong đấy rồi mà anh không để ý gì đến, hoặc sau này người ta đưa ra cái định nghĩa, người ta bỏ chữ không rỗng đi, anh vẫn bảo rằng đấy là một khẳng định đúng, có nghĩa là anh sai. Đúng chưa? Khẳng định đúng có nghĩa là anh không cần phải thêm cái gì vào, anh không phải bớt cái gì đi cả. Nó đúng cho mọi trường hợp. Thế còn anh đã phải thêm giả thiết vào, có nghĩa là cái khẳng định đấy là sai chứ còn gì nữa. Đúng không? Cho nên lưu ý cái khẳng định không rỗng nhá. Tính chất thứ ba. Chú ý thứ ba chứ. Có thể gộp điều kiện 1 và điều kiện 2 gộp lại thành một điều kiện thôi. Tuy nhiên là các bạn học tôi lâu rồi thì các bạn thấy là tôi không bao giờ gộp điều kiện để chứng minh cả. Nhất là tôi luôn luôn tách nó ra. Đúng chưa? Tách nó ra để nó làm gì? Nếu có sai chỗ này thì còn được điểm chỗ kia. Bây giờ mà tính đã cẩu thả rồi, xong lại gộp nó vào, sai là thôi vứt đi hết. Cho nên tôi không bao giờ tôi gộp. Lý do là vì như vậy. Gộp vào là chết rồi. Một cái nữa mà tôi muốn hỏi các anh.
cho UV thuộc vào V kép, AU cộng BV được gọi là cái gì của UV? Cái này được gọi là gì? Không phải, câu đấy sai rồi. Làm gì có hàm số nào ở đây? AU cộng BV được gọi là cái gì? Đúng rồi, số 9 đúng rồi. 26 gọi chung chung thì đương nhiên cái nào trở là phép toán, đúng rồi. Gọi là gì đây? Tổ hợp tuyến tính, đúng chưa? Tổ hợp tuyến tính này của U và V. Vậy thì ta mới thấy nhá, nếu UV thuộc vào V kép thì mọi tổ hợp tuyến tính cũng sẽ thuộc vào đâu đây? Thuộc vào V kép. Được chưa? Đây nhá, UV thuộc vào V kép dẫn đến là AUBV cũng thuộc vào V kép. Vậy chỗ này mình có thể viết rõ ràng ra là gì? Nếu này, đúng không? U này, V này thuộc vào V kép. Nhớ nó phải là không gian con nữa nhá. Thuộc vào V kép này thì này, mọi, đúng không? Tổ hợp tuyến tính của U và V cũng thuộc vào đâu đây? Cũng thuộc vào V kép. Và sau này những cái tập mà như U và V ấy, thì người ta gọi nó là tập sinh. Có nghĩa là chỉ cần có hai vector này thôi, tôi sẽ sinh ra toàn bộ không gian. Các bạn thấy không? Đây, tôi có U, tôi có V nhá. Tôi có thể tính thêm một vector thứ ba. Thay một bộ AB đi là tôi có một vector mới. Đúng không? Thay một bộ AB đi tôi lại có một vector khác nữa. Có nghĩa là cái thằng UV này nó sẽ sinh ra toàn bộ cái không gian V kép này này. Và việc của mình là sẽ phải đi tìm cái tập sinh nhỏ nhất. Đấy. Và người ta gọi nó là một cơ sở. Sinh ra toàn bộ những anh khác ở trong cái không gian đấy. Anh Thăng hay anh Thắng này. Thử thay máy đi xem nào. Làm sao mà cứ ra vào mãi thế này thì học hành gì. Nha, nhớ cái điều đấy. Tôi không dùng cái anh này để tôi chứng minh. Bởi vì nó cồng kềnh. Và nó sai là nó sai hết, đúng không? Tôi sẽ đi làm từng bước một. Để tôi sai cái nhân thì tôi còn cái cộng. Tôi sai cái cộng, tôi còn cái nhân. Chứ mà bây giờ tôi lại đi làm gộp, thế là sai là vứt hết. Lại xuống dưới. Không gian vector thì không có mũi tên. Không gian vector nó là một tập hợp thì làm sao có mũi tên được. Tập hợp mà. Nó là chữ in hoa thôi chứ làm sao là mũi tên được. Vector thì mới có mũi tên chứ. Không gian vector nó là một không gian cơ mà sao có vector ở trên đấy được. R2, R3 các bạn có viết mũi tên ở bên trên bao giờ không? Sao viết mũi tên ở đấy được? Chưa? Đấy là giải thích thêm để cho các bạn rõ hơn. Chứ không phải là mình học như này mình chỉ biết mỗi thế này. Mình phải đọc đây xong mình phải suy luận nó ra. UV mà thuộc vào V kép thì mọi tổ hợp tuyến tính của UV cũng thuộc vào V kép. Nó không đi đâu hết, đúng không? Cho nên nó mới sinh ra những cái vector khác trong V kép. Các bước chứng minh là không gian con này. Bước 1. Kiểm tra. Không thuộc vào V kép. Bạn khác bảo cô ơi em không kiểm tra không, em kiểm tra vector khác được không? Được, bạn thích kiểm tra vector nào chả được. Nhưng tại sao tôi chọn vector không? Bởi vì nó dễ nhất chứ làm sao nữa. Nhìn thấy ngay. Còn anh không thích anh dùng vector khác cũng được. Đấy là việc của anh mà. Không ảnh hưởng gì. Không ngăn cấm chuyện đấy. Được chưa? Kiểm tra không thuộc vào V kép để chỉ ra rằng V kép không rỗng. Và cái thứ hai là nó là không gian con thì nó phải có không ở trong đấy. Bước thứ hai, lấy UV bất kỳ thuộc vào V kép. Chỗ này nhớ cho tôi chữ bất kỳ nha. Anh không được lấy một vector cụ thể nào đấy, đúng không? Anh phải lấy vector bất kỳ. Ở đây anh không thể nào nhìn vào anh 41 xong rồi anh kết luận cả lớp Việt Anh như thế. Không được. 41 chỉ là một đại diện cụ thể, đúng không?
Cho nên chỗ này phải lấy bất kỳ. Chứng minh U cộng V thuộc vào V kép. Nhớ là chỗ này vẫn thuộc vào V kép nhá. Chứ nó không có liên quan gì đến V ở đây nhá. Sau này rất nhiều anh là cứ lấy UV thuộc vào không gian hai chiều, xong chứng minh U cộng V là không gian hai chiều. Điều đấy là hiển nhiên rồi, còn chứng minh cái gì nữa? Đúng không? Đang cần chứng minh cái con ở bên trong, chứ còn cái to nó là hiển nhiên rồi. Anh đi chứng minh những điều hiển nhiên xong anh kết luận là đúng thì làm sao anh có điểm được? Xong bắt đầu lại ngồi kêu gào lên là tất cả thế giới quay lưng lại với mình, đúng không? Mình làm đúng mà cô giáo cho mình điểm sai. Bước thứ 3, lấy C là một số thực. Tất cả mọi thứ ở đây đều phải là bất kỳ nhá. Tức là lấy cái, cho cái trường hợp tổng quát, không được lấy cho trường hợp cụ thể. Chứng minh C, U thuộc vào V kép. Các bạn thấy không? Đều thuộc V kép nhá. Chả trong cái bài toán này của mình đúng không? Không có cái nào là chỉ ra nó thuộc V hết. Cái này chỉ là không gian con của V. Không có V, các bạn nhìn nào, toàn bộ là V kép. Cứ làm đủ 3 bước này là được 2 điểm. Lỗi mà các bạn sai ở đây là gì? Bỏ qua bước 1. Các bạn khóa trước rất hay bỏ qua bước 1. Bởi vì là đọc đề bài không kỹ, chỉ thấy mỗi hai cái tính chất ở bên dưới, còn cái chữ không rỗng ở bên trên thì chả lưu ý gì cả. Thế là mất nửa điểm, đúng chưa? Xong rồi trong quá trình làm bài mắc lỗi trình bày nữa. Vector thì cho bằng số. Thế là thôi, vứt nốt một điểm cuối cùng. Thế là hết. Đấy, thế là cuối cùng là xuống gặp em K63 thôi chứ có gì đâu. Thế nên chú ý nha. Những cái lỗi này là lỗi chấm bài gặp phải và rất là bực mình. Bởi vì là trên lớp mình đã lưu ý rồi. Đấy. Đi thi nó vẫn mắc những cái lỗi đấy. Xong rồi lại còn nộp bài ra sớm về trước nữa. Rất nhiều anh hênh hoang nộp bài ra sớm, xong đến lúc chấm điểm được 4 điểm. Biết là về sớm để làm gì. Làm một ví dụ cụ thể nào. Cho V kép bằng V. Trong đó các bạn nhìn nhá, V của mình là V kép là những vector V. Những cái vector V này có tọa độ thứ hai này, gấp đôi lần tọa độ thứ nhất này. Vẽ ra để cho các bạn thấy này. Nó là cái gì? Này, gấp đôi tọa độ thứ nhất đúng không? Hệ trục XOY này. Cái đường mà Y bằng 2X nó là đường gì các bạn? Đường X bằng 2Y là đường gì? Đúng rồi, đường thẳng này đi qua đâu? Này, Y bằng 2X đấy, đúng rồi, đi qua gốc tọa độ, đúng chưa? Cho nên cái không gian V kép của mình đây này, nó chính là đường thẳng này. Y bằng 2X này. Tất cả những cái điểm nằm ở trên đây nó sẽ có Y bằng 2X này. Bây giờ ta kiểm tra xem là nó có là không gian vector không. Nếu có thì tốt rồi. Đúng chưa? Kiểm tra từng bước một. Bước thứ nhất là gì? Các bước có rồi, bây giờ cứ làm vào thôi. Bước 1 này, kiểm tra không xem có thuộc vào V kép không. Đây mình nhìn nhá, vector không của mình, nhớ là ở đây của mình là các vector trong không gian hai chiều, cho nên sang đây cái vector không của mình cũng có hai tọa độ thôi. Thế nhưng mà đến lúc làm bài tập ở trên lớp hoặc là trong bài thi hoặc là gì đó chẳng hạn, đúng chưa, người ta ở chỗ này là không gian ba tọa độ thì mình cũng phải đẩy cái vector không của mình về có mấy tọa độ đấy, ba tọa độ, chứ không phải là thấy cô ở trên lớp em thấy cô viết là không không mà tại sao ở đây em cũng viết không không mà cô gạch em đi.
phải tùy thuộc vào cái vectơ này nó nằm ở đâu thì cái vectơ không nó phải tương ứng ở đó, được chưa? Giống như là ma trận đơn vị ấy. Tùy vào cái ma trận A của anh là ma trận cấp mấy thì ma trận đơn vị nó phải tương ứng chứ. Làm sao mà anh cứ lấy một cái ma trận đơn vị anh bê nguyên vào. Có anh hỏi tôi là cô ơi, y lúc nào cũng là 100 mà cô. Không phải, đấy là anh dùng ma trận cấp 3 thì y nó mới thế chứ. Anh dùng ma trận cấp khác thì y nó phải khác đi chứ. Đúng chưa? Cho nên nhớ nhá, chỗ này nó là 2 tọa độ thì xuống đây nó 2 tọa độ. Trên này 3 tọa độ thì dưới đây phải 3 tọa độ. Cho nên cái không thuộc vào vectơ là dễ rồi nhá. Đúng chưa? Không có gì phải băn khoăn nhá. Nên vectơ là không rỗng. Cái việc này chỉ để chỉ ra nó không rỗng thôi, chả để làm gì cả. Bạn thấy không? Có để làm gì đâu. Chỉ để kiểm tra là không rỗng. Giờ tiếp. Bước thứ hai. Lấy hai vectơ bất kỳ, sau đó cộng lại với nhau, đúng nhá. Đấy, sau đó là kiểm tra xem nó có thuộc vào vectơ không. Các bước có rồi mà. Anh này vẫn cứ ra ra vào vào nhỉ. Bước thứ hai nào. Lấy U này. Bất kỳ, cho nên nó sẽ có tọa độ là x1, y1 thuộc vào vectơ. Để U thuộc vào vectơ thì x y phải thỏa mãn điều kiện nào? X y phải thỏa mãn điều kiện nào? Đúng rồi. Đúng rồi, y phải bằng 2x, hay nói cụ thể hơn chỗ này nó phải là gì đấy? Y1 bằng 2x1. Chứ ở chỗ này anh không được quyền lấy U bằng 1, 2, đúng không? Lấy V bằng 2, 4, xong anh cộng hai thằng đấy với nhau. Không phải, anh phải lấy tổng quát như thế này. Giống như bài tập của các anh lấy 6 bằng 3 ấy. 6 bằng 3 là anh lấy từ đâu ra? Anh phải có cái lập luận của anh chứ. Anh phải có bản chất là anh dựa từ đâu chứ. Anh phải thay nó bằng B. Sau đó anh đi tính toán, đúng không? Mình suy ra B bằng bao nhiêu. Không phải là cứ tự dưng ở trên trời xong rồi các anh cho nó xuống. Tức là mình tập thói quen là mình làm gì mình phải tư duy logic, không tự nhiên suy ra, đúng không? Không nghĩ là nó giống thế, tưởng là như thế, không có cái gì tưởng ở chỗ này cả. Mọi thứ nó đều phải anh dựa trên đâu, minh chứng của anh đâu thì mới được nói thì người ta mới phục được, chứ không thì làm sao phục được. Tiếp này, lấy V thuộc vào vectơ và giống như U, ở đây cũng phải có Y2 bằng 2X2. Tôi sẽ đi cộng U với V lại. Ở chỗ này các bạn sẽ mắc lỗi trình bày là rất nhiều bạn viết là U cộng V bằng Y1 cộng Y2 bằng 2X1 cộng X2. Thì cái viết đấy là sai. U cộng V là hai vectơ cho nên cộng lại nó phải được một vectơ. Đúng chưa? Và vectơ này phải có 2 tọa độ. Đấy. Chứ nhiều bạn là viết luôn cái cần chứng minh ra là thôi, vứt đi rồi. Bây giờ tôi phải đi kiểm tra cái Y1 cộng Y2 này gấp đôi X1, X2. Thì tôi thay cái trên này vào là tôi thấy còn gì nữa. Cho nên chỗ này nếu bạn nào thay chữ có bằng dấu bằng, và tôi nhắc lại là cái lỗi mà các bạn thay chữ có bằng dấu bằng là 90% nhá. Anh nào mà thay cái chữ có này này bằng dấu bằng là thôi nha, xin mời anh xuống dưới K63 anh học lại cho chắc. Làm sao mà hai cái này bằng nhau được? Mà là vector này có cái chuyện này, đúng không? Nó có tính chất này. Chứ không phải là vector này bằng như thế này. Anh tự viết anh đã thấy là anh sai rồi. Nhưng mà các anh thấy sai làm sao được, bởi vì đã thấy sai thì đã không viết, đúng không? ID phòng học của K63 giống như các anh mà khác gì nhau đâu, chỉ có điều là thời khóa biểu khác thôi, chứ còn ID là giống nhau mà, vẫn là ID của trường mình chứ ID nào. Xuống anh phá quấy các em nha. Để yên cho các em ấy còn học hành chứ, xây dựng tương lai chứ. Giờ anh lại vào đấy anh phá quấy các em ấy thì là các em ấy không học được. Đấy, vậy là U cộng V thuộc vào vectơ nha. Tương tự các bạn có chứng minh được CU không? Sau này lúc nào học ọp trở lại.
đi tìm gặp các em. Còn bây giờ để cho các em học hành. Đúng rồi, vẫn là em nữ và vẫn ở khoa mình. Trình bày nốt cái CU đi. Trình bày nốt cái CU đi. CU tương tự như thế, CU sẽ bằng gì? C1X1 đúng không? CX1 và CI1. Vậy CI1 ở đây vẫn gấp đôi CX1 là do I1 bằng 2 lần X1 thôi. Được chưa? Vậy là mình kết luận nó vào. Nên CU thuộc vào V kép. Đấy. Sau khi nó thuộc vào V kép rồi thì mình chỉ còn chứng minh còn kết luận nữa thôi. Suy ra V kép là không răng con. V kép là không răng con. Giờ đấy chứng minh không răng con các bạn cứ làm đúng các bước như thế là được. Làm một ví dụ không chú ý đã. Mỗi không gian con của R3 đều thuộc một trong bốn dạng sau. Dạng thứ nhất, đường thẳng bất kỳ đi qua gốc tọa độ. Đấy, vừa nãy trong R2 cũng thế là đường thẳng bất kỳ đi qua gốc tọa độ. Được chưa? Cái thứ hai, mặt phẳng bất kỳ đi qua gốc tọa độ. Các bạn nhớ nhá, phương trình mặt phẳng của trụ của mình ấy. Phương trình mặt phẳng học ở dưới cấp 3 rồi nó là gì? AX đúng không? Cộng với gì? BI cộng với gì đấy? CZ bằng bao nhiêu? Bằng 0, đúng chưa? Thế còn phương trình đường thẳng của mình ấy trong không gian 3 chiều thì nó sẽ là giao của gì đấy? Hai mặt phẳng. Đúng không? Thì nó sẽ ra được phương trình đường thẳng còn gì nữa. Có nghĩa là chỗ này mình sẽ có một hệ hai phương trình hai ẩn có dạng là A1X1 cộng A1X cộng B1Y cộng C1Z bằng 0, A2X vân vân. Đúng không? Nó là giao của hai mặt phẳng. Tức là nó phải là hai cái mặt phẳng sau đó viết thành hệ phương trình. Các bạn nhìn nhá, tất cả nó đều là tổ hợp tuyến tính. Được chưa? Nó phải là mặt phẳng hoặc là đường thẳng, không thể là cái khác được. Cái thứ ba, toàn bộ không gian R3. Và cái thứ tư, nó chính là không gian chỉ chứa đúng vector không thôi. Trường hợp trong không gian hai chiều. Trong không gian hai chiều nó cũng giống như không gian ba chiều. Không khác gì đâu. Trong R2. Đúng chưa? Trong R2 mình cũng có là gì? Cái thứ nhất này. Đường thẳng. Đường thẳng này cũng phải đi qua đâu đây? Đi qua gốc. Đúng chưa? Vậy phương trình của nó sẽ có dạng là gì?
AX cộng với BY bằng 0, không có bằng C đâu nhé, mà phải bằng 0 bởi vì nó phải đi qua gốc tọa độ. Được chưa? Cái thứ hai là mặt phẳng. Mà mặt phẳng ở đây thì chứng tỏ là toàn bộ không gian, tức là ở đây tôi có thể viết là mặt phẳng. Mặt phẳng thì nó chính là bằng R2 rồi. Được chưa? Và cái trường hợp thứ ba là nó cũng chỉ có chứa mỗi vectơ không thôi. Nó sẽ có ba cái dạng đấy. Cái này tại sao mình phải viết ra để lát nữa ấy, có những cái bài tập mà mình phải nhận diện không gian, tức là phải đi tìm xem không gian đấy là gì thì mình phải biết, được chưa? Nếu nó có một phương trình trong không gian ba chiều nhá, nó có một phương trình thì nó sẽ là mặt phẳng. Nó có hai phương trình thì nó sẽ là đường thẳng, được chưa? Thế còn trong không gian hai chiều một phương trình thì sẽ là đường thẳng. Thế còn đâu mà nó sinh ra từ hai vector thì nó là toàn bộ không gian rồi. Cái này hôm trước cũng đã nói một lần, cái lúc mà tổ hợp tuyến tính ấy, đã nói một lần rồi nhá. Chỗ này chỉ là nhắc lại thôi đấy, chứ không có nói cái gì mới ở chỗ này đâu nhá. Hôm nay bảo là cái này mới tinh em chưa biết này. Biết rồi, chỉ có điều là nói ở dưới dạng khác thôi. Được chưa? Mình sẽ chỉ gặp những cái dạng này thôi. Vậy thì khi mình nhận diện, đúng không? Mình thấy nó sinh từ một vector thì mình kết luận nó là đường thẳng. Nó sinh từ hai vector thì mình kết luận nó là mặt phẳng. Đúng nhá. Sinh từ 3 vector thì nó là không gian. Đấy, cứ thế mà làm. Là một ví dụ, hai ví dụ về trắc nghiệm, sau đó là nghỉ giải lao một lát nào. Tập hợp nào là không gian vector con của R3? R3. Không gian vector con của R3. Ừ, tại sao? Câu trả lời quan trọng nhất là tại sao? 27 có biết tại sao không? Đúng rồi đấy, các đáp án của các anh đều đúng rồi, nhưng tại sao? Tại sao? Đúng rồi. Không phải vì nó có công thức đâu. Anh 60 trả lời đúng rồi đấy, không phải vì nó có công thức hay gì đâu nha. Ba cái này các bạn sẽ thấy là nó giống nhau này, nó chỉ đổi chỗ của cái số mấy thôi, số 1, đúng chưa? Đấy, nó chỉ đổi chỗ cái số 1. Anh vào muộn 5 phút nữa là anh mù chữ đấy. Nó chỉ có các số 1 nhưng mà ở vị trí khác nhau, đúng chưa? Đúng rồi. Ba cái anh này có đi qua gốc không, đúng không? Hay nói cách khác là vector 0 nó có nằm ở trong đây không? Đúng chưa? Ta sẽ đi kiểm tra cái chuyện đó, là cái dễ nhất để mình kiểm tra. Kiểm tra 0. Kiểm tra 0, 0 ở đây có nghĩa là vector 0 chứ không phải là số 0 đúng không nhỉ? 0,0,0 bởi vì 3 chiều, đúng chưa? Có thuộc vào đấy không? Nếu nó không thuộc thì mình kết luận luôn là không được. Thế thôi. Bởi vì nếu mà nó là không gian vector thì nó phải có không mà. Đúng chưa? Vậy mình mới thấy này, tất cả các tọa độ ở đây đều là 1. Vậy thì cái 0,0,0 này làm sao mà rơi vào đây được? Dẫn đến là nó không là không gian vector. Thế bây giờ các bạn trả lời là A rồi, cho tôi biết A là gì. Trong không gian 3 chiều nó là đường thẳng, mặt phẳng hoặc toàn bộ không gian. Vậy cái này là gì? Một phương trình. Anh 60 đúng rồi, anh 56 sai rồi. Một phương trình, vừa nãy tôi nói là một phương trình thì nó là gì? Nhớ là phương trình này phải là phương trình tuyến tính đấy nhá. Một phương trình mà làm sao đường thẳng được?
Đây là không gian 3 chiều mà, đúng chưa? Một phương trình thì nó là mặt phẳng. Và các bạn học rồi, các bạn còn biết là mặt phẳng này đi qua gốc tọa độ và có đường sinh song song với trục OZ, đúng không? Đây là mặt phẳng, chứ không phải đường thẳng. Đường thẳng nó phải là giao của hai mặt phẳng và nó phải có hai phương trình. Bởi vì cái này là trong không gian 3 chiều, chứ không phải là 2 chiều. 2 chiều thì nó là đường thẳng, nhưng 3 chiều thì nó là mặt phẳng. Và mặt phẳng này còn song song với cả trục OZ đấy nhá, chứ không phải không đâu. Được chưa? Đây là mặt phẳng. Khi nào mà nó có hai cái phương trình ở chỗ này thì nó sẽ là đường thẳng. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là các bạn phải nắm rõ được những cái đấy thì đến lúc làm bài nó sẽ rất là dễ. Được chưa? Một ví dụ nữa rồi nghỉ giải. Nghỉ giải lao này. Đây. Tập hợp nào không là không nhá. Chứ không là cố tình viết đậm thật là to rồi. Không là không gian vector của R3. Sai. Số 2 sai. Trả lời nhanh thế, trả lời nhanh là sai chứ còn gì nữa. Chưa thấy anh nào đúng. Chưa thấy anh nào đúng. À 58 đúng rồi. Đấy, mãi mới thấy một anh đúng. 35 ừ đúng rồi đấy. Bây giờ 60 đúng rồi, 40 vẫn sai. 20 đúng rồi. Chả cái gì phải phức tạp thế. Bây giờ anh mới nhìn lên đây. Ở đây mình nhìn nha, vừa nãy là mình nhìn vào cái x1, x2, x3 để mình suy ra. Nhưng ở đây cái x1, x2, x3 nó là như nhau rồi, nó chả khác gì nhau cả. Đúng không? Thế anh mới bảo là chỗ này có x3 cô này, còn ba cái này có 0 này. Vậy thì em sẽ chọn C. Không phải cái vector nào trong không gian 3 chiều chả có 3 tọa độ. Chẳng qua cái tọa độ này nó đặc biệt thôi chứ, cho nên anh đừng có lấy cái này để mà xét. Được chưa? Bây giờ anh phải nhìn vào cái điều kiện này này. Đấy. Nào, cái này có một phương trình, vậy nó là gì đây? Vừa nhắc rồi, cái này là gì? À, mặt phẳng. Cái này là gì? Cái C là gì? Mặt phẳng. Cái C là gì? À, cái C cũng mặt phẳng bởi vì nó có một phương trình thì nó có mặt phẳng. Chỉ có điều là phương trình mặt phẳng khác nhau. Cái D là gì? Cái D là gì? Hình gì anh y bằng x bình phương thì nó là hình gì? Ừ, parabol đúng không? Trong không gian 3 chiều thì mình gọi nó là paraboloid đúng không? Và ở đây trục Z không có, có nghĩa là đây là một cái trụ song song với trục gì đấy? Trục OZ. Còn tôi thì không cần biết nó là gì, tôi chỉ biết nó không phải tuyến tính này. Anh này tuyến tính, anh này tuyến tính, anh này có bình phương, vậy thì nó không là mặt phẳng, nó cũng không là đường thẳng, đúng chưa? Vậy thì không mặt phẳng, không đường thẳng thì là không gian con thế nào được? Cho nên còn anh nào biết thì biết rằng đây chính là pa gì đấy? Parabol. Parabol thì là đường thẳng thế nào được? À, không gian con thế nào được? Mình học rồi, không gian con của mình chỉ là đường thẳng này, mặt phẳng này, hoặc toàn bộ không gian này. Tự dưng nó lại tòi ra cái parabol này thì rõ ràng đáp án ở đây phải là đáp án gì đấy? D, đúng chưa? Đấy chính là lý do vì sao thi trắc nghiệm khó được 10 là vì thế, mà điểm trung bình chỉ là 6-7 thôi. Là bởi vì có những cái thứ lặt vặt này mà mình không để ý là mình sẽ bị sai. Còn lại đi thi tự luận thì nó là một cái bài lớn, thì những cái nhỏ nhỏ này người ta lại không hỏi đến. Nhầm gì anh sai thì anh nhầm gì, được chưa? Nên chú ý nhá. Cái V1 này của mình chính là mặt phẳng XOY đấy, nên là X1, X2, còn đâu Z bằng 0 thì là XOY còn gì nữa, đúng nhá. Cái V2 của mình là tất cả những điểm nằm trên mặt phẳng XOY mà có X1 bằng X2. Đấy. Còn cái V3 của mình nó là một cái mặt phẳng đi qua gốc tọa độ. Cái V4 của mình là một cái paraboloid. Vậy các bạn cứ nhìn nhá, lúc nào mà cái phương trình điều kiện không phải là tuyến tính ấy, thì mạnh dạn gạch đi, không là không gian vector đâu. Được chưa? Anh nghỉ giải lao một lát nhá. Anh nào đi cắm cơm thì cắm cơm đi.
Tôi lớp này tôi chưa chấm ai mà, các bạn phải để từ từ chứ, tôi dạy 4 lớp tôi phải chấm dần dần chứ. Các bạn cứ yên tâm là các bạn sẽ được chấm hết, các bạn không phải thúc giục gì cả. Qua là đợt này cũng đang bận nữa, đang chuẩn bị đề thi giữa kỳ cho các bạn nữa. Các bạn nói thế có nghĩa là các bạn chuẩn bị thi giữa kỳ đi nhá. À đúng rồi. Thi giữa kỳ thì sẽ thi như từ bài bài 6 hất trở về trước, tức là học hết 3 tuần gì đấy. Hôm nào thi tôi sẽ nhắc, đến tuần thứ tư mình sẽ thi giữa kỳ. Tuần thứ tư là mình sẽ thi. Ta nghỉ giải lao một lát nhá, xem bây giờ mấy giờ nào. Bây giờ là 10 giờ, lớp 2 nghỉ đến 11 giờ rồi vào lớp nhá. Chưa biết học lớp nào. Hôm nay sẽ phân. Chắc là tùy tình hình dịch. Nếu mà quay trở lại trường thì sẽ thi off. Nếu mà vẫn học on thì sẽ thi on. Nói chung là đã nhắc rồi là đến thời điểm đấy tình hình dịch như thế nào thì mình sẽ thi như thế đấy. Ừ, để tôi sẽ xem.
Mà thi giữa kỳ chắc chắn là thi online nhá. Thi giữa kỳ là chắc chắn là sẽ thi online luôn. Tuần sau có xe buýt đấy là một chuyện, các bạn cứ yên tâm là bọn học sinh phổ thông mà nó còn vẫn còn đang ngồi ở nhà ấy, thì các bạn còn lâu. Khi nào học sinh phổ thông đi học trở lại bình thường thì các bạn sau đấy 2 tuần các bạn mới được trở lại trường. Đấy là chuyện chuyện lần nào cũng thế còn gì nữa, bởi vì là sinh viên thì có online là trắc nghiệm. Còn tự luận sẽ là thi viết. Học hết 4 tuần, chắc là cái tuần thứ tư ấy, cái buổi thứ bảy của tuần thứ tư này này mình sẽ thi. Các bạn muốn thì sang tuần thứ năm cũng được.
Thôi ta tiếp tục nha. Thì xem là xem lịch nào. Nếu mà mình học mà mình chữa bài tập xong ấy thì mình sẽ thi giữa kỳ vào tầm mùng 2 tháng 10. Mùng 2 tháng 10 hoặc mùng 9 tháng 10 nhé. Ba La Mã, bốn không gian con liên quan đến ma trận. Cái này là cái phần quan trọng đây. Cái này là cái phần mà ta mới thấy là từ trước đến giờ ta cứ học ma trận đúng không? Rồi đi thao tác trên ma trận đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ mình lại học sang một cái khái niệm mới là không gian vector. Vậy thì hai cái đấy nó dính dáng đến nhau như thế nào? Thì đây sẽ là cái mà mình sẽ đi link nó lại với nhau này. Cái không gian vector sẽ có liên quan đến ma trận. Và muốn đi nghiên cứu cái không gian vector thì tôi sẽ nghiên cứu cái ma trận mà nó có liên quan. Được chưa? Xong từ cái ma trận đấy tôi sẽ đi thao tác để tôi xem cái không gian vector của tôi sinh ra từ đâu, số chiều là gì, cơ sở ra làm sao, vuông góc như thế nào. Đúng chưa? Đấy, để mình đi nghiên cứu cái không gian vector, xong đó mình sẽ đi tìm các tính chất của nó. Rồi mình còn đi làm cái việc là mình chiếu một vector lên một không gian vector, mình tìm cái hình chiếu ở trên đấy xem nó là bao nhiêu. Thì sau này những cái này sang những cái kỹ thuật đấy sang bên tin là mình sẽ dùng nhiều. Chưa? Chứ ông lại bảo là mình học ma trận chả để làm gì, xong bây giờ lại sang đây học không gian vector. Nó có liên quan đến nhau. Và bài này sẽ là cái bài để đi thiết lập các mối liên quan đó. Sang đến những bài sau có mối liên quan đó rồi thì thay vì đi nghiên cứu không gian vector, tôi vẫn sẽ đi nghiên cứu các cái ma trận và tôi vẫn sẽ đi thao tác các cái ma trận. Được chưa? Nó là như vậy. Ta sẽ có bốn không gian. Không gian cột này, không gian hàng này, không gian nghiệm này và không gian nghiệm trái. Ta sẽ học cả bốn không gian. Nhưng về mặt bản chất ấy, thì hai cái không gian sau nó là hai cái không gian trước. Nhưng mà chỉ có điều là của một cái ma trận khác thôi. Cho nên ta sẽ học thật là kỹ hai cái không gian đầu. Không gian đầu tiên là không gian cột. Không gian hàng cũng vẫn là cột thôi. Tuy nhiên đưa về ma trận chuyển vị thì hàng khác thành cột chứ có gì đâu. Đúng chưa? Cho nên đừng có băn khoăn ở chỗ đấy cái không gian hàng. Hàng cũng chính là cột. Tôi chuyển vị ma trận thì hàng nó trở thành cột à? Không gian cột này. Cho A là ma trận cỡ M nhân N, tức là ma trận bất kỳ, không cần phải là ma trận vuông nhá. Tập hợp cả các tổ hợp tuyến tính, gạch chân chữ tổ hợp tuyến tính vào. Để làm gì? Để sau này trong cái đề bài của mình ấy có chữ tổ hợp tuyến tính ấy thì mình phải biết vào.
hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của vector cột. Tập hợp các tổ hợp tuyến tính của vector cột thì được gọi là không gian cột. Được chưa? Dễ dàng thế còn gì nữa. Tập hợp các cột thì được gọi là không gian cột. Sau này mình học thì tập hợp các hàng sẽ là không gian hàng. Tập hợp các nghiệm thì gọi là không gian nghiệm. Ký hiệu là CA. C này không phải là chữ viết tắt đầu của chữ cột đâu. Đây là chữ cái viết tắt đầu tiếng Anh cơ, chứ không phải là tiếng Việt, được chưa? Ừ, đúng rồi. Không lại bảo là đấy là chữ đi khoe khoang với các em, lại bảo đây là chữ cái đầu của chữ cột thì là sai đấy nhá. Ký hiệu là CA. Vậy cái tổ hợp tuyến tính của C1, C2 vân vân, CN nó là gì? Tổ hợp tuyến tính là gì? Hôm trước học chưa? X1 làm sao đây? C1 đúng chưa? Cộng đúng không? Vân vân, X2, C2 cộng vân vân, đúng chưa? Cho nên người ta sẽ viết lại như này. CA đây là tập hợp của các vector có dạng X1, C1, X2, C2 vân vân cho đến xn cn, với các x ở đây là các số thực bất kỳ. X ở đây là các số thực bất kỳ. Bây giờ ta lại nhớ lại hôm trước ta viết hệ phương trình nhá. Ta viết hệ phương trình ấy. Ta có x1, c1, cộng x2, c2, cộng vân vân, cộng xn, cn. Hôm trước cứ bắt các bạn viết hệ phương trình dưới dạng cột. Thì cái này của mình bản chất chính là cái gì đây? Chính là cái gì nhỉ các bạn? x1, c1, cộng x2, c2, cộng vân vân, cộng xn, cn nó chính là cái gì? Không phải. Không phải đâu. Không phải. Không phải luôn. Nó chính là cái gì đấy? Chính là A nhân với X. Laplace là A II nhân với C IZ. Còn đây C này của mình là các cột mà có phải là các số đâu. Đúng chưa? Mình hôm trước mình vẫn viết là x1 nhân với vector cột 1, x2 nhân vector cột 2, xn nhân với vector cột n, thì đây nó chính là ax. Cho nên CA của mình ở đây là những cái vector ax. Với x ở đây của mình có n tọa độ. Được chưa? x1, x2 vân vân, xn, cho nên cái x này của mình có n tọa độ này. Chứ không phải là tổ à, không phải là gì cả. Chú ý CA của mình sẽ chính bằng AX. Với x ở đây nha các bạn nhìn này, tôi viết in đậm có nghĩa là đây nó là một bộ, đúng không? Hay nói khác nó là một vector có n tọa độ, một bộ n số. Cái thứ hai, bây giờ nếu tôi muốn kiểm tra một vector xem nó có thuộc vào không gian cột hay không, tôi lấy ví dụ tôi đang cần kiểm tra xem
kiểm tra này. Xem này, B có thuộc CA hay không thì tôi làm thế nào? Làm bằng cách nào? Kiểm tra xem B có thuộc vào CA hay không. Tôi nhìn này, CA của tôi là các vector phải có dạng là AX, đúng chưa? Vậy B muốn thuộc vào đây thì B phải là một trong những cái AX đó. Tức là tôi phải xem là có tồn tại, đúng không? Tồn tại vector X hay không? Mà sao cho A nhân với X bằng gì đây? Bằng B. Đúng không? Mình phải kiểm tra xem có cái x nào thỏa mãn chuyện đấy không. Nếu có thì chứng tỏ là B thuộc, mà nếu không thì chứng tỏ là B không thuộc. Được chưa? Hay nói cách khác là hệ AX bằng B ở đây sẽ phải có gì đấy? Có nghiệm. Tức là B phải là tổ hợp tuyến tính của các cột thì nó mới thuộc vào không gian cột được chứ. Cho nên tôi sẽ thấy. Trước khi giải hệ phương trình tôi cũng đã nói rồi đấy. Hệ AX bằng B. Có nghiệm khi và chỉ khi B thuộc vào CA. B thuộc vào CA thì suy được ra hệ có nghiệm. Hệ có nghiệm thì suy ra được B là không gian, nằm trong không gian cột. Được chưa? Hôm trước khi viết hệ phương trình dưới dạng tuyến tính, tôi cũng đã nói rồi, B chính là tổ hợp tuyến tính của các cột. Đúng chưa? Sau này đi thi người ta không cho các bạn ma trận. Các bạn sẽ phải tự đi xác định ma trận. Chứ người ta không cho các bạn đâu. Không có phải là khơi khơi người ta cho là cho ma trận A. Đúng chưa? Tìm không gian cột. Đấy là bài tập dạng dễ rồi. Và thường thì người ta không cho như vậy đâu. Người ta cho rằng là cho V là không gian như thế nào đấy. Các bạn phải tự đi xây dựng ma trận A. Tự thiết lập mối quan hệ giữa A và cái không gian đấy. Được chưa? Và chỗ này các bạn cũng rất lưu ý cho tôi là A và CA không bao giờ bằng nhau. A là ma trận. Được chưa? Sau này rất nhiều bạn là bị lầm lẫn giữa A này và CA này. Còn CA là không gian. Sao mà nó như nhau được? Đúng chưa? Cho nên chú ý nhá. A là một ma trận. CA là một không gian. Không gian vector cơ mà. Làm sao mà nó bằng nhau được? Không gian vector làm sao bằng ma trận được? Tức là CA là một cái túi đựng các vector, đúng chưa? Còn trong đó A là một ma trận, thế thì liên quan gì đến nhau mà lại cho nó bằng nhau ở chỗ đấy? Cho nên phải cẩn thận nhá, cái lỗi này sau này đi thi các bạn cũng mắc lỗi nhiều mà. Ví dụ này, cho V là không gian vector, đây là tổ hợp tuyến tính của V1 và V2. Đấy, sau này đi thi đề bài sẽ cho như thế này. Sau đó bắt đi tìm các tính chất của V. Được chưa? Thì mình phải biết V là cái gì đã chứ. Thì mình mới tìm được tính chất của nó chứ. Còn chưa biết nó là cái gì thì tìm cái gì ở chỗ đấy bây giờ. Cho V là không gian vector này, là tổ hợp tuyến tính của hai vector V1, V2. Tổ hợp tuyến tính của hai vector V1, V2. Bây giờ tôi đặt ma trận A bằng cách tôi xếp các vector này vào.
tôi xếp các vector này vào thành các cột nhá của một ma trận A. Sau đó tôi sẽ đi tìm mối liên hệ của A và V. Được chưa? Set A bằng V1, V2. Tức là tôi đẩy các cái vector của tôi ở bên trên xuống. Đây, các bạn nhìn V1 đây, 1, 4, 2 nó chính là vector cột 1. V2 ở đây chính là vector cột 2. Được chưa? Vậy bây giờ các bạn tìm cho tôi mối liên hệ giữa V và CA. Xem V và CA liên V và A liên quan đến nhau như nào. Anh 60 anh có biết không? Có biết V và A liên quan đến nhau như thế nào không? Đọc lại đề bài xem nào. A là ma trận. Còn V là không gian vector thì nó có liên quan đến nhau như thế nào? Đừng có nói là V bằng A là được. Vì hai cái đấy không bao giờ bằng nhau. A là ma trận. Còn V là không gian này. Vector là tổ hợp tuyến tính của hai cái này. Đọc kỹ lại cái định nghĩa không gian cột đi. Không gian cột là gì? Đọc kỹ lại cái định nghĩa không gian cột đi thì sẽ thấy ngay chứ còn gì nữa. Không gian cột là gì? Là tổ hợp tuyến tính của các cột. Đúng nhá? Thế ở đây mình chưa có các cột thì mình đẩy nó vào các cột còn gì nữa? CA này. Định nghĩa vừa nãy nhá là tổ hợp tuyến tính, đúng nhá, của các gì đấy, các cột. Thế ở đây cái anh V1 này xếp xuống đây thì nó thành cột 1, anh V2 xếp xuống đây thì nó thành cột 2. Vậy V nhá, cái đầu bài là đang là tổ hợp tuyến tính của V1 và V2, thì bây giờ nó sẽ trở thành tổ hợp tuyến tính của gì đấy, cột 1, cột 2. Vậy thì V liên quan đến A như thế nào? 37 nào. 37 là ai nhỉ? Có biết không? Ba bảy không có trong lớp à? Xem 37 nào. 37. 37 có mà. 37 đâu rồi? 37 không trả lời tôi cho ra đấy nhá. Sao lại không nói được? Có gì mà không nói được? Hiểu là phải nói được chứ. Đúng rồi, nhưng nói tắt lại là nó là cái gì? C1, X1, C2, X2 là tổ hợp tuyến tính của X1, X2 rồi. Thế nhưng mà đây cụ thể đi, nó là cái gì? Biết rõ thế rồi còn thế nào nữa? Đúng rồi, anh 56 đúng rồi. Anh 45 có biết không? Ừ, anh 23 đúng rồi. Nha, đề bài là V là tổ hợp tuyến tính của V1, V2, đúng không? Còn CA là tổ hợp tuyến tính của cột 1, cột 2. Thế cột 1, cột 2 và V1, V2 là như nhau còn gì nữa? Đúng không? Vậy thì V với lại cả CA là một chứ còn gì nữa? Cùng là tổ hợp tuyến tính của hai cái vector này. Được chưa? Vậy thì ở đây V phải bằng CA chứ còn gì nữa? Bằng CA chứ không phải là tập con của CA hay là cái gì cả. Nó đều là tổ hợp tuyến tính của hai cái vector này. Được chưa? Vậy sau này các bạn lưu ý là gì? Nếu trong đề bài này có chữ tổ hợp tuyến tính này, hoặc là chữ sinh bởi này, đúng chưa? Cho V được sinh bởi hai vector này. Cho V là tổ hợp tuyến tính của hai vector này. Đấy, các bạn nhớ nó sẽ là cái không gian cột. Và không gian cột ở chỗ này thì các bạn xếp nó vào thành cột. Đi thi, lỗi mà các bạn mắc phải ở đây là gì? Các bạn viết đây là chữ V luôn. Xét V bằng V1, V2. Thì xin thưa là các bạn sai rồi. Được không? V ở đây là không gian. Còn chỗ này viết như thế này có nghĩa V là ma trận. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Sau đó các bạn lại viết xuống đây là V bằng CV. Làm sao mà nó bằng nhau được?
đúng không? Các bạn thì biết, các bạn thì nghĩ là đúng. Nhưng giáo viên họ nhìn vào một cái là họ thấy ngay là bạn không hiểu gì về không gian và ma trận cả. Không hiểu gì thì mới cho nó bằng nhau chứ. Còn hiểu thì làm sao mà cho bằng nhau được. Một đằng là ma trận, một đằng là không gian. Xong lại cho nó bằng nhau. Được chưa? Nên chú ý ở chỗ đấy. Vậy nhớ nhá, sau này trong đề của mình cứ có chữ tổ hợp tuyến tính thì nó sẽ liên quan đến không gian gì đấy, không gian cột. Và mình sẽ xếp các vector đấy vào thành cột. Đúng không? Nó là tổ hợp tuyến tính của các cột đấy còn gì. Trường hợp thứ hai, ví dụ thứ hai là ví dụ thuận đây. Thuận có nghĩa là cho ma trận, tìm không gian. Nhưng mà tôi nhắc lại là dạng bài tập này chỉ làm ở những bài đầu tiên định nghĩa thôi. Còn lại cái ví dụ vừa nãy ấy, mới là cái bài mà mình sẽ gặp liên tục xuyên suốt. Lúc nào mình cũng gặp hết. Bây giờ mình mới nhìn vào đây. Đây là cột 1 này. Đây là cột 2 này. Được chưa? Đây là cột 3 này. Đấy, mình có 3 cái cột. CA theo đúng định nghĩa thì nó bằng gì? Đúng định nghĩa mà phang vào ở đây đã học cái gì đâu thì chả làm theo định nghĩa thì làm gì? C3. Bạn số 5 nào, CA ở đây của mình là gì? CA sẽ chứa những vector như thế nào anh bạn số 5? Không phải, như thế chưa đủ. 5 6 viết thế chưa đủ. Của em mới chỉ có 3 vector. Ừ, lạ, nói thành lời anh viết là nó là tổ hợp tuyến tính thì anh phải viết thành công thức thôi chứ, anh cứ nói như thế không thì không được. Ba cái đấy phải làm gì với nhau anh 41? Anh nhìn lại trong định nghĩa xem người ta làm gì ba cái đó với nhau. Cộng chứ, cộng lại. Bạn số 5 đâu nhỉ? Mãi chả thấy bạn số 5 trả lời. Số 5 có đang ở trong lớp không đấy? Hay là lại đi đâu rồi? Xem nào, xem còn ở trong lớp không nào. Còn ở trong lớp mà không trả lời tôi cho ra phòng chờ luôn này. Chắc là đi đâu rồi. Số 5 có trả lời không? Cho ra phòng chờ này. Được chưa? Vậy bây giờ nha, mình sẽ có này, theo đúng định nghĩa thôi. CA của mình sẽ là x1 C1 cộng x2 C2 cộng x3 C3. Được chưa? Nhớ là cộng lại với nhau chứ không phải là x1 C1 phẩy. Tổ hợp tuyến tính thì anh phải cộng lại với nhau chứ. Và nó cũng không phải là C1 C2 C3 mà phải là cộng lại. Được chưa? Thế bây giờ C1 anh có rồi anh thay vào, C2 có rồi anh thay vào, C3 có rồi anh thay vào. Thay trở lại vào thôi, tính bài cụ thể. Vừa nãy là họ nói lý thuyết, còn bây giờ là mình tính cụ thể. Đúng chưa? X1 này nhân với 21 này. X2 này nhân với 42 này. X3 nhân với 12 này. Đấy chính là b các cái vector trên xuống thôi chứ có làm gì đâu. B các vector ở bên trên xuống này. Đúng chưa? Cột 1, cột 2, cột 3 này. Bây giờ nhìn xem vector 1 và vector 2 như thế nào với nhau. Vector 1 và vector 2 như thế nào với nhau. Bạn 60 ra phòng chờ từ bao giờ rồi mà vẫn chưa biết gì nhá. Chưa hề biết gì luôn. Ờ à, đúng rồi. Tỷ lệ cùng phương. Tôi đang nói là bạn a à, nhầm bạn 05 chứ. 05 ra ngoài phòng chờ từ nãy giờ. Không biết gì luôn, chứng tỏ là đang có đang ở trong lớp đâu. Hai vector này là song song với nhau, đúng không? Cột 1, cột 2 song song với nhau. Vậy thì đặt 2 ra làm nhân tử chung đi. Đấy, đặt 2 ra làm nhân tử chung. Lác đâu mà lác, tôi hất bạn ra ngoài phòng chờ chứ bạn lác cái gì mà lác. Được chưa? Sau đó lại tiếp tục đặt nhân tử chung.
Đến đây các bạn nhìn này, cái 21 và cái 12 còn rút gọn được nữa không? 21 và 12 còn rút gọn được nữa hay không? Còn à? Rút gọn thế nào? Anh rút gọn thế nào? Anh bảo anh còn rút gọn được thì anh rút gọn thế nào? Một cái vector người ta đang yên đang lành, anh đổi dấu mới chuyển chỗ thì nó thành vector khác, anh chuyển vị nó thành vector khác, làm sao mà anh làm như thế được? Vector của nó như nào anh phải để nguyên như thế chứ, anh chỉ quyền được đặt nhân tử chung hoặc gì thôi chứ, anh đảo đi thì nó thành vector khác rồi, làm sao là vector đó được nữa, được chưa? Anh lại còn đổi cả dấu nữa. Đây là hai vector, hai vector này có song song với nhau không? Không song song, không gì cả. Vậy thì làm sao mà rút gọn được nữa? Vậy CA của tôi ở đây là được sinh ra từ hai vector. Vậy thì nó là cái gì? Vừa nãy nói rồi, sinh ra từ một vector, đúng chưa? Thì nó là đường thẳng. Sinh ra từ hai vector thì nó là gì? Ừ, đúng rồi. Đúng chưa? Mặt phẳng này trong không gian mấy chiều? Học mơ mơ màng màng thế này. 3 chiều á? À? Anh nhìn đây, vector của anh có mấy tọa độ mà anh vào 3 chiều? Vector của anh có 2 tọa độ mà anh lại vào 3 chiều với 1 chiều, ở đâu ra thế? Đúng chưa? Vector của anh nhìn vào đây này, nó có 2 tọa độ, vậy là trong không gian 2 chiều. Ý. Vậy đây là mặt phẳng trong không gian 2 chiều, được chưa? Và vừa nãy ta nói rồi, trong không gian 2 chiều chỉ có đường thẳng này, mặt phẳng chính là toàn bộ cái R2. Vậy cái CA của mình ở đây chính là toàn bộ không gian 2 chiều. Được chưa? Những cái đấy phải nhớ vào chứ. Sinh ra từ một vector là đường thẳng, hai vector là mặt phẳng, đúng chưa? 3 vector là toàn bộ không gian, còn gì? Anh cứ đoán bừa, anh cứ nói bừa, chúng thì chúng, chả chúng thì thôi. Anh nhìn vào đây, mỗi một vector của anh có mấy chiều đây, anh nhìn thấy ngay đây, còn gì nữa, mấy tọa độ đây. Thay vì viết thế này thì anh viết thành 2,1 nha. Học hiểu. Học để cứ đoán lung tung thế thì nói chuyện gì. Ví dụ này thôi này, ví dụ này về tự làm. Ví dụ khác. Định lý này. Chưa cho đáp án đề 2 là bởi vì có lớp hôm nay mới chữa bài tập bài 2 cho nên chưa cho đáp án, có gì đâu. Không phải là một mình lớp các anh học đâu. Khi nào các lớp phải chữa xong bài tập hết thì mới cho đáp án được chứ. Nếu A là ma trận cỡ M nhân N thì CA là một không gian con của RM. Vậy cái bài toán không gian con, đúng chưa? Mình có thể không cần dùng định nghĩa để chứng minh, mà mình sẽ chỉ ra nó là một không gian cột. Đấy, nó là CA. CA thì tự khắc nó là không gian con. Nha. Chứ không phải là ngồi lại đi chứng minh từ đầu là không thuộc vào rồi vân vân và vân vân. Không cần phải làm như thế. Mình sẽ chỉ ra nó là một không gian cột. Và vì nó là không gian cột cho nên nó là không gian con của RM. Cái chỗ này tại sao là RM thì các bạn lưu ý là A có M hàng, tức là mỗi cột sẽ là có một, là một vector có M tọa độ, cho nên nó là không gian con của RM. Liên quan đến nhau đấy nhá. Không phải là anh thích viết cái gì thì anh viết đâu. Sau này nhiều anh là chả biết gì cả. Đây M này với M này nó phải giống nhau này. Bởi vì nó có M hàng thì cái vector này phải có M tọa độ.
Yeah, mỗi cột sẽ có m tọa độ. Hai nhỏ không gian nghiệm. Không gian nghiệm. Vừa nãy nhắc lại nhá, không gian cột là tổ hợp tuyến tính các cột, được chưa? Thì bây giờ không gian nghiệm sẽ là tổ hợp tuyến tính các nghiệm, đơn giản thế thôi. Tên gọi cũng rất là dễ, chả có gì cả, được chưa? Nghiệm này, xét hệ phương trình AX bằng 0. Tập tất cả các nghiệm của AX bằng 0 được gọi là không gian nghiệm của A và được ký hiệu là NA. Được ký hiệu là NA. Để chỗ này mình ghi chú lại cho nó dễ nhé. Dễ nhớ này, ghi lại không lát nữa hỏi là lại ngơ ngác chả biết gì đâu mà, đúng không? Tổ hợp tuyến tính này của các cột này, đúng chưa, thì sẽ là không gian gì đây, không gian cột này, đúng chưa? Thế còn tổ hợp tuyến tính của các nghiệm này thì sẽ là không gian gì đây, không gian nghiệm này, được chưa? Các cột của ma trận thì ma trận người ta cho rồi, các cột là nhìn thấy luôn bằng mắt thường, nhìn thấy luôn thì nó cho ma trận A là thấy luôn các cột rồi. Nhưng không gian nghiệm, nhìn vào AX bằng 0 có nhìn được ngay nghiệm không? Phải đi giải cái hệ phương trình này, đúng chưa? Cho nên việc các bạn đi tìm không gian nghiệm chắc chắn là các bạn sẽ phải đi giải hệ AX bằng 0. Nhớ là AX bằng 0 nhá, không phải là AX bằng B. Sau này có những bài là người ta còn như này, cho hệ AX bằng B, tìm không gian nghiệm của ma trận A. Thế là cứ cắm đầu cắm cổ đi giải hệ AX bằng B, xong rồi được 0 điểm, đúng nhá. Người ta cho hệ AX bằng B, nhưng người ta bảo các bạn tìm không gian nghiệm, thì không gian nghiệm phải là AX bằng 0 nha. Chứ cái B này người ta cho vào để làm dối các bạn thôi, đánh lạc hướng các bạn thôi, chứ người ta chả có mục đích gì ở chỗ đấy cả. Mục đích là để cho các bạn sai, đúng không? Đấy, cái B cho vào mục đích là để cho các bạn sai. Cho nên chú ý nhá, nghiệm phải là nghiệm của AX bằng 0, được chưa? Không gian cột thì là tổ hợp tuyến tính các cột, các cột nhìn thấy đấy rồi, cho nên cái bài nào mà là không gian cột là bài dễ. Còn nghiệm này này là mình chưa biết này, mình phải đi giải này, cho nên tìm không gian nghiệm sẽ phải đi giải hệ phương trình này. Giải xong hệ phương trình rồi thì bắt đầu lại còn phải đi xem nó là cái gì nữa, đúng chưa? Cho nên việc tìm không gian nghiệm nó sẽ khó hơn, dài hơn rất là nhiều lần. NA sẽ bằng tất cả những x mà sao cho AX bằng 0. AX bằng 0. AX bằng 0.
Nhớ nhé, nhớ cái điều đấy để sau này đi làm đừng có làm sai. Lý. Nếu A là ma trận, cỡ M nhân N thì không gian nghiệm lúc đấy sẽ là không gian con của RN. Vậy chỗ này ghi luôn một cái điều này vào. Đấy, nói là ghi vào xong rồi đến lúc làm bài lại vẫn cứ hỏi là tại sao lại như vậy. Đúng chưa? Để chứng minh một không gian con. Để chứng minh một không gian con này. Chưa? Ta sẽ chỉ ra này. Chỉ ra cái gì? Tồn tại ma trận A. Đúng chưa? Sao cho? Thứ nhất là A, V ở đây. Chứng minh V là một không gian con nhé. Chứng minh V đi. Chỉ ra tồn tại A sao cho V ở đây là bằng CA. Đúng chưa? Nó sẽ bằng CA trong trường hợp trong đề bài có chữ tổ hợp tuyến tính của các vector. Hoặc là V của mình sẽ bằng gì đấy? NA, đúng chưa? NA có nghĩa là không gian nghiệm. Vậy thì muốn nó là không gian nghiệm thì trong cái đề bài nó phải có một hệ phương trình hoặc có một phương trình. Bởi vì muốn có nghiệm thì phải có phương trình đã chứ, không có nghiệm, không có phương trình thì lấy đâu ra nghiệm, được chưa? Sau đó kết luận luôn nó là không gian con chứ không phải là chứng minh theo định nghĩa như ban nãy nữa. Tức là mình có hai cách để mình làm. Cách thứ nhất là mình chứng minh theo định nghĩa. Và nhớ là định nghĩa thì bao giờ cũng dài. Đúng chưa? Cách thứ hai là không chứng minh theo định nghĩa thì mình chỉ ra rằng có một ma trận A nào đấy để sao cho V bằng CA hoặc V bằng NA. Được chưa? Nhớ cái điều đấy vào. Nhâm hay không thì các bạn làm bài thì tự khắc nó sẽ thấy chứ còn gì nữa. Nhìn vào tọa độ của cái vector là sẽ thấy chứ còn gì nữa. Có gì mà nhầm. Chẳng qua đây là định lý tổng quát thì nó thế. Đúng nhá. Chứ còn anh vào từng bài cụ thể cái số chiều của vector nó có mà. Nó là 3 tọa độ thì nó là R3, 2 tọa độ thì là R2. Đây ví dụ này. Cho không gian vector V bằng x1, x2, x3 thỏa mãn. Đấy, vừa nãy thì mình thấy chữ tổ hợp tuyến tính. Đúng chưa? Còn bây giờ thì mình nhìn thấy chữ thỏa mãn này. X1, x2, x3 này. Thỏa mãn một cái phương trình nào đấy này. Đấy, các bạn thấy không? Nó có phương trình, đúng chưa? Vậy nó thỏa mãn phương trình tức là nó phải là gì của phương trình rồi? X1, x2, x3 sẽ phải là gì của phương trình? Nó phải là nghiệm của phương trình hơn gì nữa. Đúng nha. Là nghiệm của phương trình. Vậy thì lúc này tôi mới đặt A. Các bạn nhìn nha. Nếu tôi đặt A là 1, 2, 3. Thì tôi thấy là có phải cái này sẽ viết thành A gì đấy. AX bằng gì? Bằng 0. Tức là x1, x2, x3 sẽ là nghiệm của cái phương trình AX bằng 0. Đúng chưa? Vậy thì nó là không gian gì đấy? Không gian nghiệm. Đấy, đơn giản thế thôi. Set A là 1, 2, 3. Chính là ma trận hệ số của cái hệ phương trình này nhá. Hệ phương trình này của mình có một phương trình. Cho nên ma trận của mình có một dòng. Còn nó có hai phương trình thì nó phải có hai dòng. Ba phương trình thì phải ba dòng. Đúng chưa? Tùy. Set A là 1, 2, 3. Đấy. Vậy cái phương trình trên này của tôi bây giờ sẽ viết là AX bằng 0. Đúng chưa? X sẽ trở thành nghiệm của anh này. Vậy thì V và A sẽ liên hệ với nhau như thế nào?
V và A sẽ liên hệ với nhau như nào? Bạn số 9 nào? V và A liên hệ với nhau như nào? Số 9 đâu? Ừ, 27 đúng rồi. 60 đúng rồi. Như nhau là như nhau thế nào? V bằng A. Anh viết như nhau tức là V bằng A. 45 đúng rồi. Bạn số 9 tìm cho cô mối liên hệ. 37 đúng rồi. Mối liên hệ giữa V và... Ừ, 58 đúng rồi. Đúng chưa? Đó. Đúng định nghĩa mà áp vào chứ có làm gì đâu. V ở đây sẽ bằng NA. Vậy ta lưu ý nhé, ta có hai cách cho không gian vector được chưa? Một là không gian cột và hai là không gian gì đấy? Không gian nghiệm. Nhìn dễ nhất là gì? Đây không gian nghiệm nó phải thỏa mãn điều kiện gì đấy này, đúng không? Còn không gian cột thì bao giờ nó cũng ghi là nó là tổ hợp tuyến tính của các vector. Vậy thì mình sẽ xếp các vector đấy vào. Thành cột thì nó thành tổ hợp tuyến tính của các cột chứ có gì đâu. Đúng chưa? Đây là nghiệm nhé. Hãy mô tả không gian nghiệm của ma trận A. Nào mô tả không gian nghiệm thì mình sẽ phải đi làm gì? Đi làm gì ở chỗ này? Nào, bạn 05 đã trở lại chưa đấy? Có trả lời được không? Anh 02 trả lời vậy nào. Đi mô tả không gian nghiệm có nghĩa là đi làm gì? Ừ, đúng rồi. 56 đúng rồi đấy, anh 02 đâu? Anh đi tìm không gian nghiệm có nghĩa là anh đi làm gì? Đi tìm không gian nghiệm tức là đi làm gì? Ờ, số 9 đúng rồi. Đấy, làm đi. Biết làm như thế rồi thì làm đi. Anh số 2 có biết không? Anh số 4 đâu rồi? Hai này trên lớp hay ngồi cạnh nhau đúng không? B là cái gì đấy anh? 52 đúng rồi. Anh số 2 tìm V là tìm V gì? V nào? V ở đâu? Số 4 có biết không? Số 4. Mô tả không gian nghiệm. Muốn mô số 31 đúng rồi đấy. Muốn mô tả được không gian nghiệm thì phải biết nó là nghiệm là bao nhiêu thì mới mô tả được chứ, đúng chưa? Cho nên chỗ này sẽ phải đi làm gì đấy? Giải hệ AX bằng gì thôi? Bằng 0. Giải hệ thì mình có A đây rồi. Cột B của mình là cột 0 đây rồi. Đừng có ngồi viết hệ phương trình ra làm gì nhá. Giải luôn ma trận mở rộng đúng nhá. Sau đó tìm nghiệm luôn chứ không phải là lại đi ngồi kỳ cục viết xem hệ phương trình đâu. Không cần nhá. Đây. NA của mình là những x thuộc không gian hai chiều. Sao cho AX bằng 0? Đúng chưa? Vậy mình phải đi giải cái hệ AX bằng 0 này. Ma trận mở rộng này. Chứ không phải đi viết cái hệ đấy ra đâu nhá. Không cần phải viết. Dùng hàng nào biến đổi hàng nào đây? Trụ của nó đây.
Nào thế anh số 2 bây giờ trả lời câu dễ hơn vậy nào. Dùng hàng nào biến đổi đây? Công thức biến đổi là gì? Công thức biến đổi của anh là gì? Đúng rồi. Hàng 2 trừ 2 hàng 1 đúng chưa? Đấy, cho nên là bài này bây giờ nó chỉ còn một trụ thôi. Nhớ là hệ AX bằng 0 của mình luôn luôn có nghiệm nha. Không bao giờ vô nghiệm đâu nha. Chắc chắn là nó có nghiệm. Vậy khôi phục lại hệ. Mình có hàng dưới là tất cả các số 0 hết. Đúng chưa? Tất cả là các số 0 hết. Cho nên cái hàng dưới sẽ bỏ đi. Khi khôi phục hệ tôi sẽ chỉ quan tâm đến hàng trên thôi. Vậy tôi sẽ có này. X1 cộng với 3X2 bằng 0. Tức là X1 bằng trừ 3X2. Được chưa? Bây giờ tôi viết lại xem là cái mặt, cái không gian của tôi là gì. Đúng rồi, hệ này bao giờ cũng thế mà. Đây, x của tôi có dạng là x1, x2. Tôi thay x1 bằng trừ 3x2 vào. Được chưa? Vậy chỗ này tôi lại đặt x2 làm nhân tử chung. Nó có nhân tử chung thì đặt nó ra bên ngoài. Nào, bây giờ nhìn cho tôi xem. NA của tôi là tổ hợp tuyến tính của mấy vector đây? Đúng chưa? Và tôi sẽ kết luận được NA là gì ngay chứ gì nữa. Nó là tổ hợp tuyến tính của mấy vector. Mấy vector đấy các bạn. À, vậy nó là gì? Đúng rồi. 60 đúng rồi. Rồi. Đúng chưa? Nó là đây nó là tổ hợp tuyến tính của một vector này. Vậy thì nó là đường thẳng trong không gian mấy chiều? Viết rõ nó ra, đúng chưa? Đường thẳng trong không gian một chiều khác với đường thẳng trong không gian hai chiều, khác với đường thẳng trong không gian ba chiều. Chiều kìa, có bạn viết một chiều thật kìa. NA là đường thẳng trong không gian hai chiều. Được chưa? Nhận vector trừ 3, 1 là vector chỉ phương. Đường thẳng này phải đi qua góc tọa độ, đấy là điều đương nhiên rồi. Tìm nghiệm thì nó sẽ là như thế. Không gian hàng và không gian nghiệm trái. Nốt hai cái không gian cuối. Cho A là ma trận cỡ M nhân N bất kỳ. Ta gọi này. CAT là không gian hàng của A. CAT là không gian hàng. Nhắc lại chỗ này nhé. CAT chính là không gian cột. Nhưng mà là của cái nào đây? Của A. Chuyển vị tức là AT. Được chưa? Nó là không gian cột của AT. Nhưng mà cái cột của AT thì chính là hàng của A. Cho nên người ta không dùng cái từ là không gian cột của A chuyển vị. Nó rất là dài. Người ta dùng luôn nó là không gian hàng của A. Được chưa? Bản chất nó vẫn là không gian cột. Đấy, nó là tổ hợp tuyến tính của các cột của AT. Nhưng sang bên này thì nó sẽ trở thành là tổ hợp tuyến tính của các gì đấy? Tổ hợp tuyến tính của các gì? Hàng của A. Đúng chưa? Đáng lẽ nó là cột của AT. Nhưng sang đây thì vì nó là chuyển vị cho nên nó là hàng của A. Vậy mình nhớ này, không gian cột là tổ hợp tuyến tính các cột này, không gian hàng là tổ hợp tuyến tính các hàng này, đúng chưa? Không gian nghiệm là tổ hợp tuyến tính các nghiệm này. Vậy bây giờ xem cái nghiệm trái nó là gì nhá. NAT là không gian nghiệm trái của A. NAT tức là không gian nghiệm của cái ma trận chuyển vị.
Vậy NAT, muốn tìm NAT thì các bạn sẽ đi giải phương trình nào? Đúng rồi, 37 đúng rồi đấy, 56 đúng rồi, đúng chưa? Nó là không gian nghiệm của AT, có nghĩa là tôi đi giải hệ phương trình. Anh số 4 đâu nhỉ? Tôi gọi anh số 4 bao nhiêu lần không thấy anh ấy trả lời, lại cho anh ra ngoài phòng chờ anh ngồi vậy nhỉ? Số 4 đâu rồi? 4 này. À đây à, từ nãy hỏi chả trả lời gì cả. NAT là không gian nghiệm trái của A. Vậy thì anh sẽ phải giải hệ phương trình nào? Giải hệ phương trình nào đây anh? Có biết không? Số 5 có biết không? Số 5 đã vào trở lại chưa? Lại tiếp tục ra phòng chờ ngồi bây giờ đây này. Có biết không? Không biết thì trả lời không biết để tôi đỡ phải chờ câu trả lời của bạn. Tôi đi hỏi bạn khác. Anh 49 có biết không? Anh 60 anh biết rồi thì thôi. 49 có bước không? Có biết không? Anh 49 đâu rồi? 49 cơ mà, tôi hỏi anh 44 đâu? 31 đúng rồi. Anh 24 có biết không? 31 đúng rồi đấy. Này anh Trung đâu nhỉ? Anh Trung là số bao nhiêu nhỉ? Ờ, anh có biết không? Muốn tìm NAT này này thì anh đi giải hệ phương trình nào? Ờ, anh 45 đúng rồi. Vừa nãy là tìm NA thì giải AX bằng 0 đúng không? Vậy thì tìm NAT thì giải ATX bằng 0 chứ còn gì nữa. Thay mỗi thế vào. Được chưa? Đây này, muốn tìm NAT thì AT y bằng 0. Y để cho nó đỡ lẫn với x thôi, chứ còn y hay x chỗ này đều thế cả nhé. Nó là nghiệm. Sau này anh sẽ phải đi tìm. Được chưa? Còn đây CAT thì nó là tổ hợp tuyến tính các hàng. Nhớ là hàng 1, hàng 2 ở đây là hàng của A nhá. Hàng của A đấy nhá. À bây giờ anh Trung mới lên tiếng từ đầu giờ, bây giờ anh mới lên tiếng đây ạ. Được chưa? Để nhâm số thứ tự thì đấy là việc của anh chứ việc của tôi đâu. Nào làm ví dụ nào. Làm nốt mấy ví dụ này còn chữa bài tập hay có kịp chữa bài tập không? Cho ma trận A này là 1, 2, 3 này, 2, 8, 10 này. Không gian V là tổ hợp tuyến tính của các vector V1, V2, V3. Có cái gì mà chưa chắc kịp nhỉ? Vừa nãy có cái gì đâu nhỉ? Nó là những thứ mà tôi đã nói rồi, chỉ có điều là
Được chưa? Bạn ấy xong chưa? Bạn 20 xong chưa? Để tôi còn chuyển slide. Bây giờ ví dụ nào. Nó phải dễ nhầm chuyện gì nè. Năm bảy sai, 27 sai, 45 đúng rồi, số 9 đúng rồi. Năm tám sai, 37 đúng rồi. 60 đúng rồi, 52 sai. À 52 sai. 35 35 đúng này. 27 sai. Bây giờ ta mới nhìn này. Đây ta mới phân tích nha. À, ta mới nhìn này, ở đây trong đề bài của mình có chữ gì đấy? Cho V là tổ hợp tuyến tính, đúng chưa? Của các vector. Và trong đây nó không hề có một cái hệ phương trình nào. Vậy thì ở đây nó không thể nào là không gian nghiệm được, đúng chưa? Không gian nghiệm thì nó phải thỏa mãn một cái phương trình hay hệ phương trình nào đấy. Vậy thì ở đây mình sẽ vứt ngay hai cái không gian nghiệm đi, được chưa? Mình chả liên quan gì đến không gian nghiệm cả, cho nên anh nào chọn B với chọn D là vứt rồi. Chỉ còn lại là A và C, tức là không gian cột hay là không gian hàng. Vậy thì mình phải nhìn xem các vector của mình được xếp thành cột hay xếp thành hàng, đúng chưa? Phải xếp thành các vector cột hoặc các vector hàng. Vậy anh nhìn xem, anh 20 nhìn lại xem anh đang xếp các vector này thành hàng hay cột. Đây, 1, 2 là V1 này. Đúng chưa? 1, 2 là V1 này. 2, 8 là V2 này. 3, 10 là V3 này. Vậy ở đây anh xếp thành hàng, không phải xếp thành cột. Đúng chưa? Nếu anh xếp thành cột thì cái ma trận A phải được chuyển vị đi. Vậy ở đây xếp thành hàng thì nó phải là không gian gì ở chỗ này? Xếp thành gì thì nó là không gian đấy, chẳng gì nữa. Các bạn cứ phải đi làm phức tạp hóa đi. Thế à, không gian hàng. Anh chọn có một cái chỗ nào đấy anh chọn là B trước đấy. Được chưa? Cho nên anh này sẽ là không gian hàng nha. Đây là không gian hàng. Tức là đáp án đúng của mình phải là đáp án A thì mới đúng. Và các bạn cứ nhớ cho tôi là sau này ấy, cái ma trận này là các bạn phải tự đi tìm nha. Chứ người ta không có cho các bạn đâu. Ví dụ nữa nào. Cho không gian vector V. Hai ba sai rồi. Còn lại đúng rồi. 37 xem lại. 20 cũng xem lại. 33 xem lại. 20 đổi lại đúng rồi. 27 đúng rồi. Số 2 sai rồi. Bây giờ mình mới lại nhìn nhá. Mình lại phải phân tích cái đề bài ra. Đây. Cho không gian vector V đúng chưa? Sao cho này hay là thỏa mãn này. Vậy thì nó phải là không gian gì đây?
sao cho này, xong rồi nó lại đi kèm với một cái hệ phương trình này, đúng chưa? Đây là một hệ phương trình đây, còn gì nữa, đúng chưa? Vậy thì nó phải là không gian nghiệm. Thế còn nghiệm trái hay nghiệm phải tôi tính sau. Bây giờ nó là không gian nghiệm, vậy thì cái đáp án A và đáp án C sẽ phải làm sao rồi? Vứt đi rồi. Bởi vì đây là không gian cột và không gian hàng thì chắc chắn anh phải vứt đi rồi. Anh chỉ còn B và D. Vậy thì cái hệ này, cái ma trận như này, anh phải xem là hệ này của anh sẽ được viết dưới dạng là AX, đúng không? Hay là ATX. Là anh xong còn gì nữa, đúng chưa? Nếu nó là AX thì nó là D, mà nếu nó là ATX thì nó sẽ phải là gì đấy? Sẽ phải là B. Thế thôi. Nào bây giờ các bạn xác định xem đây là AX hay ATX. Mình làm bài mình cứ phải loại trừ dần đi chứ. AX đi chứ, đúng chưa? Mà trận A đây thì AX đi chứ. Làm sao mà ATX được? Đây 2, 1, 0 này, đúng không? 3, 0, 1 này. Vậy đây là ma trận A này. Có chuyển vị gì đâu, đúng chưa? Vậy đáp án đúng ở đây thì là đáp án nào đấy? Đáp án D. Và tôi nhắc lại cho các bạn nha, sau này người ta sẽ không cho các bạn ma trận, tự các bạn xác định ma trận. Cho nên việc các bạn xác định nó là A, NA hay NAT là hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn, được chưa? Ví dụ như người ta bảo cho không gian vector V như thế này, tìm cơ sở và số chiều của V, đúng không? Tìm cơ sở và số chiều. Thế thì anh phải xét ma trận A, xong anh phải đi làm những cái việc tiếp theo. Thì thông thường nha, tôi nhắc lại là mình hay đi xét bình thường, có nghĩa là mình lấy cái ma trận là ma trận hệ số, lấy luôn ma trận hệ số này và đi tìm nó là NA. Chứ cái NAT rất là hiếm gặp nha. Tại vì mình chả tội gì phải đi khổ sở thế, đúng không? Mình xét một ma trận A xong mình lại phải đi chuyển vị nó đi, mình tính luôn ma trận A, tội gì phải đi chuyển vị, làm gì cho nó mất thời gian. Một ví dụ nữa này, xong rồi ta sẽ chữa bài tập này. Vẫn là bài đó, có gì khác cả. Vì là nó nằm ở trong đây rồi cho nên nó trở thành dễ, đúng không? Vẫn cái hệ phương trình đấy. Đấy. Vẫn cái nghiệm đấy, vậy thì ở đây vẫn phải là bỏ đi cái A và cái C bởi vì có hệ phương trình này. Các bạn cứ nhìn thấy có hệ phương trình, nó phải là không gian nghiệm rồi. Đúng chưa? Đây các bạn nhìn này, cái ma trận A của tôi ở đây đáng lẽ nó có hai dòng. Hai phương trình chỉ hai dòng thôi. Nhưng sang đây nó thành ba dòng. Vậy có nghĩa là tôi đã chuyển vị cái ma trận rồi. Hay nói cách khác là cái hệ phương trình này của tôi chính là A gì đấy? AT sao với gì? Sao với X, đúng chưa? Bằng 0. Cho nên nó sẽ phải là đáp án nào ở chỗ này đây? Đáp án B. Thế còn bài này nó dễ là bởi vì nó nằm ở trong sau cái ví dụ vừa nãy. Chứ còn nó nằm độc lập một mình nhá, thì nó không phải là bài toán dễ đâu. Được chưa? Tốt nhất là sao cái x3 nó là 0 là sao? Đây cái này nó không có x3 thì nó hệ số của nó phải là 0 nhân gì nữa. Đúng chưa? Cái này nó có x3 đâu. Chỗ này là 2x1 cộng với x2. Không có x3 thì là 0x3. Thế còn chỗ này dưới không có x2 thì nó phải nằm ở 0 ở cái chỗ x2. Đúng chưa? Tốt nhất là các bạn cứ tìm ma trận A của cái ma trận của hệ phương trình này này. Sau đó các bạn nhìn sang cái ma trận này, đúng không? Thế nếu mà hai cái giống nhau thì nó là không gian nghiệm. Nếu hai cái nó là chuyển vị của nhau thì nó là không gian nghiệm trái. Đấy, cứ nhìn cái ma trận hệ số này này. Anh 30 đã rõ chưa? Đã rõ tại sao cái chỗ x3 lại là 0 chưa? Rồi rồi. Này chưa tắt mic à? Này chưa tắt mic. Kết thúc bài này đây nha, ta sẽ chữa bài tập.
Hôm trước bài tập bài 2 chữa rồi đúng không? Đúng rồi, thế cho nên là phải rất là cẩn thận khi làm bài, tức là phải đầu óc của mình nó phải minh bạch đã. Mình xếp thành hàng nó là không gian hàng, được chưa? Mình xếp thành cột thì nó là không gian cột. Đấy. Thế còn không gian nghiệm ấy thì mình cứ viết cái ma trận A này ra, sau đó nhìn cái ma trận bên này. Viết cái ma trận A này, anh viết cái ma trận của anh trước đã. 2 này, 1, 0 này, như thành hàng đã. Nó tự khắc nó sẽ ra. Chứ đừng, anh đừng có dựa vào đây, anh cứ viết cái ma trận của anh bên này ra. Được. Lớp này chữa bài tập bài 2 rồi đúng không? Bây giờ chữa bài tập bài 3. Bài tập bài 3. Bài tập bài 3 này. Bài tập bài 3 thì chấm bài của các anh thấy lớp này thì chưa chấm. Chấm của lớp khác thì thấy là nhiều anh tư duy rất là buồn cười. Có nghĩa là cùng công thức đấy, cùng tính chất đấy, đúng không? Trên bài 1 thì anh làm khác, sang đến bài 5 vẫn hỏi công thức đấy, vẫn hỏi tính chất đấy. Thì anh lại đi làm một cách khác, vô lý không? Nha, cho nên chỗ này, bài 1 này. Bài 1 ở đây là tôi cho là để các bạn áp dụng được công thức. Công thức nào ở chỗ này? Đúng không? Một loạt các công thức là mình đã học rồi. Det của TA là bằng gì? Học rồi nhá. TA này, đúng chưa? Thì sẽ bằng là T mũ gì đấy? Mũ N nhân với det gì đấy? Det A. Đúng không? Đấy là công thức học rồi nhá, cho nên toàn bộ bài 1 là áp dụng công thức đấy vào. Anh này, các bạn nhìn xem bài này, bài 1 của anh này sai ở chỗ nào? Sai đấy, có sai thì tôi mới đưa lên đây đấy. Anh sai ở chỗ nào đấy? Các bạn nhìn xem. Test của cái nào? Đúng rồi. Anh phát hiện ra sai thì anh cũng sẽ biết được là nó thế nào đúng không? Anh ấy sai cái det A mũ gì đấy. Mũ trừ 1 này này. Thế xong đến sang đến bài 5 thì anh lại áp dụng công thức đúng. Không hiểu kiểu gì luôn. Det của A mũ trừ 1 đúng công thức là nó phải bằng 1 trên gì? 1 trên det A. Đúng chưa? Đấy, cho nên cái chỗ này của anh ấy sai này. Nhưng mà lát nữa các bạn xem hình như bài 5 anh ấy lại đúng này. Nha. Chỗ này mình áp dụng hai công thức này, bài 1, bài 2 cứ áp dụng hai công thức này là nó ra tất cả các cái kết quả. Đúng không? Định thức A người ta cho rồi, cho nên định thức 2A tính được, định thức trừ A tính được, định thức A bình cũng tính được hết luôn. Bài này và bài 5 giống nhau. Chỉ có điều là bài 5 người ta cho ma trận thôi, anh phải đi tính thôi. Chứ còn bài này với bài 5 là giống nhau. Thế nhưng mà các anh tư duy rất là lạ lùng. Bài 1 thì làm thế này, nhưng bài 5 thì bắt đầu ngồi kỳ cục đi tính ma trận nghịch đảo. Đấy, xong đi nhân hai ma trận vào với nhau. Xong rồi bắt đầu mới lại đi tính định thức. Tôi nhắc lại là có những anh nhân ma trận sai nhưng ra định thức đúng nha. Tôi không biết là như thế nào. Nhưng tôi vẫn sẽ không cho điểm. Được chưa? Đương nhiên sai thì làm sao mà. Làm bài thì các anh cứ làm bình tĩnh, có việc gì mà phải vội vàng. Chả việc gì phải vội cả. Đúng không? Bài này của anh này thì đến câu B anh cũng sai như thế. Đây này, anh cứ công thức det A mũ trừ 1 bằng det A. Không hiểu từ đâu ra. Đến bài 2. Bài 2 này là tại sao tôi lại cho ở đây? Bình thường thì học mà thi tự luận là tôi sẽ không cho bài 2 này. Nhưng thi trắc nghiệm thì tôi cho. Tôi cho là bởi vì thi trắc nghiệm người ta cũng có thể dễ dàng hỏi những câu này. Câu A của người ta là hỏi là cái gì nhỉ? Câu A anh này anh ấy bỏ. Hình như là det của A, y cộng A đúng không? Y cộng A, đúng rồi. Bằng 1 cộng det A. Cái này đúng hay sai?
Đúng hay sai các bạn? Sai, đúng rồi. Thì các bạn lấy ví dụ, các bạn chỉ lấy ví dụ ma trận cấp 2 thôi nhá. Có bạn ngồi lấy ví dụ ma trận cấp 3, trời ơi, ngồi nhân để kiểm tra kết quả của các bạn cũng đã mất nửa ngày. Đúng chưa? Nó sai là bởi vì nó chả có cái công thức nào cả. Nếu nó đúng thì người ta đã cung cấp cho các bạn công thức rồi. Còn nếu các bạn lấy ví dụ thì lên lấy ví dụ là ma trận cấp 2 thôi, được chưa? Lấy ví dụ ma trận cấp 2 thôi. Tại sao phải đi ngồi tính cấp 3 làm gì? Và cũng không cần phải tính ma trận tổng quát. Anh lấy ma trận dễ vào ma trận 111 ấy. Đúng không? Hoặc là ma trận 1010 ấy. Lấy luôn thử hai ma trận đơn vị xem nó có đúng thế không. Lấy ma trận đơn giản thôi, nhiều số 0 vào nhân chia cộng trừ cho nó nhanh chứ. Tội gì mà phải khổ thế. Ngồi tính ma trận cấp 3 vật vã ra. Trời ơi. Ừ, anh lè ai, tôi trừ hết điểm. Đây, đến bài B. Bài B này là đúng hay sai? Cấp 2 thôi. Det A nhân B nhân C này bằng det A nhân det B nhân det C. Đây là khẳng định đúng hay khẳng định sai? Đấy, vẫn có anh bảo khẳng định đúng. Cái này chỉ đúng khi nào? Đúng không? Cái này chỉ đúng khi nào? Nó chỉ đúng khi mà A này, B này, C này phải là ma trận vuông. Đúng chưa? Nhưng mà phải cùng cấp. Ma trận vuông nhá. Cung cấp thì nó mới đúng. Nhưng trong cái câu B này của mình, người ta không hề nói đến cái giả thiết của ABC mà người ta chỉ đưa ra cái này thôi. Tôi đã nhắc rồi, một khẳng định là đúng, có nghĩa là anh không cần phải cung cấp thêm một dữ kiện nào cả. Còn cái này rõ ràng là anh phải cung cấp thêm dữ kiện là ABC phải vuông. Vuông thì mới tính được det A chứ, đúng không? Vuông thì mới tính được det B chứ. Còn ở đây ABC hoàn toàn có thể nhân được với nhau. Bài này rất ít bạn làm đúng nhá. Tuy nhiên là có bạn làm đúng, bạn ấy lấy ví dụ rất là dễ như này. A là ma trận cỡ 3 nhân 2. Được chưa? Bạn ấy lấy được mà. A là 3 nhân 2. Đấy, bạn ấy lấy tiếp ma trận B là ma trận cỡ 2 nhân 3. AB hoàn toàn nhân được với nhau nhá. Đúng chưa? Đúng rồi, bài này câu nào cũng sai hết. AB nhân được với nhau nhưng A làm gì có tồn tại định thức đâu. B làm gì có tồn tại định thức đâu. Đúng chưa? Anh chỉ cần lấy hai ma trận không vuông thôi là cái khẳng định của mình đã sai rồi, chứ chưa cần phải lấy vuông cung cấp nhá. Cho nên chú ý chỗ đấy. Thế vì thế nên người ta mới nói là anh muốn chỉ ra cái gì đúng là anh phải chứng minh với mọi, đúng không? Còn sai anh chỉ cần chỉ ra một phản ví dụ là được rồi. Anh cứ lấy ví dụ đúng là được. Anh mà kết luận cái này đúng thì là anh không có điểm. Cái C thì là sai đương nhiên rồi, vì nó là tính chất rồi, đúng chưa? Cho nên nó sai rồi. Cái D của mình cũng sai luôn đấy. Cái D này thì các bạn lấy ví dụ ma trận cấp 2 thôi. Cái này nó không là giao hoán, AB không giao hoán. Cho nên đương nhiên nó phải khác không rồi. Anh lấy ma trận, nếu cùng là ma trận cấp 2 nhân với nhau thì cái khẳng định của anh là đúng còn gì? Đây, đến bài 3. Bài 3. À, bài 3 anh này làm đúng hay làm sai? Bài tập phần này không khó. Bài 3 này là không khó. Chấm bài của các bạn thì thấy là thế. Các bạn đều làm được và hiểu được, bởi vì tôi lấy bài tập rất là cơ bản. À, anh 60 bảo đúng thì thôi rồi, anh cũng đi đời nhà ma rồi anh ơi. Câu A, câu B của anh ấy là sai. Không đâu, anh phải chứng minh với trường hợp tổng quát xem. Anh cứ đi chứng minh đi. Anh lấy A là ma trận cỡ 2 nhân 3 nhá. Ma trận B là ma trận cỡ 3 nhân 2 nhá. A nhân B nó thành ma trận vuông cấp khác này. B nhân A cũng là ma trận vuông cấp khác này. 27 sai. À, bạn số 9 bây giờ mới phát hiện ra là đúng rồi. Có biết tại sao sai không? Đúng rồi, bạn 37 đúng rồi đấy. Các anh nhìn cho tôi xem cái ký hiệu của anh này là gì. Được chưa? Đây là ký hiệu này là gì? Cái ký hiệu này của anh là ký hiệu định thức hay là ma trận? Đúng chưa? Anh đang thao tác với định thức
nhưng anh dùng ký hiệu ma trận cho nên anh sai tất tần tật các bài luôn. Ở đây vì sao anh sai? Ví dụ như là định thức thì số 2 ở một hàng anh rút ra như thế này được. Nhưng nếu là ma trận mà anh nhân thế này thì số 2 anh phải nhân với cả hàng 2 và hàng gì đấy? Hàng 3. Bởi vì anh không để ý ký hiệu, có nghĩa là sau này đến lúc anh làm bài anh sẽ cũng không để ý ký hiệu. Cái việc đầu tiên là anh phải để ý ký hiệu. Được chưa? Cho nên các bạn cứ mở lại vở mà xem. Nếu mà bạn nào cũng nhầm như thế này, tôi chấm không điểm hết luôn. Được chưa? Nhầm ký hiệu. Các bạn thì thấy là chả có vấn đề gì, nhưng mà với giáo viên thì họ biết được là anh này không hiểu gì cả. Nhầm ký hiệu giữa định thức và gì đấy? Ma trận. Bởi vì anh nhìn thấy ngay nhá, nếu anh nhân số 2 này với vùng ma trận là anh nhân với toàn bộ các số ở trong đấy. Còn anh nhân số 2 với định thức thì cái định thức anh rút ra như này nó chỉ đúng với định thức thôi. Đúng rồi, rất là dễ để không điểm. Được chưa? Cái lỗi mà nhầm ký hiệu của định thức và ma trận các anh nhầm nhiều vô cùng luôn. Cho nên bài 3 này nếu thay các cái ký hiệu này thành các cái sổ thẳng nha là anh đúng hết. Anh ấy không sai cái nào cả. Nhưng để ký hiệu là ma trận thì vâng. Anh này anh để ký hiệu là ma trận. Cho nên toàn bộ các bài này anh ấy sai hết luôn. Được chưa? Câu B này. Câu B thực ra là anh ấy tách ra thôi. Tách ra nhưng mà có hai cái cột này này. Nó giống nhau. Hai hàng giống nhau hay hai cột giống nhau. Hai cột giống nhau đúng không? Thì nó sẽ bằng 0. Tức là anh ấy tách ra thì có một cái bằng 0. Thì anh ấy không viết nữa. Đấy là tôi tự hiểu thế chứ còn... Ừ, đúng rồi, làm như vậy là quá cụt luôn. Được chưa? Cái này cũng vậy, tách ra thành hai ma trận cộng lại với nhau nhưng mà có một ma trận có hai hàng như nhau cho nên nó bằng 0. Còn cái này thì các bạn cũng thế thôi, tách ra cột này, được chưa? Giữ hai cột cố định này. Xong rồi tách cột nó ra. Mở vở, mở ngay vở bài tập của mình xem là mình có viết như thế không. Nếu mà mình viết như thế thì xin chia buồn nhá. Không điểm. Anh này là được 2 điểm bởi vì tất cả các bài mà phải dùng ký hiệu định thức là anh đều dùng ma trận. Cái này thao tác trên cột nhưng nó giống như trên dòng, được chưa? Cho nên là anh cũng viết ra thành là ADG này, BFH này. Anh dùng hàng trừ cũng được, không sao cả. Anh dùng nào cũng được. Nhưng cái này vẫn là dùng tính chất giống nhau mà. Không, anh chỉ cần viết cái ma trận tự nó có hai cái hàng giống nhau là người ta cho bằng 0 được rồi. Tức là chỗ này anh viết ra thành hai cái ma trận, đúng không? Trong đấy có một ma trận anh viết là 10 cộng 0, thế là được, không cần phải gì cả. Lớp này thì tôi chưa chấm nhưng mà có những lớp khác ấy là có anh ấy ngồi, anh ấy dùng cái giả thiết này này. Anh dùng cái giả thiết này bằng 10 nhá. Sau đó anh ấy đi tính rõ cái định thức này ra, tức là thành 6 cái số đấy đấy. Xong anh lại đi tính các định thức này ra. Cũng được, chả sao cả. Nhưng mà nó dài. Câu D bài 3. Không cái gì liên quan đến D trừ 1 đâu. Không có liên quan đến D trừ 1 gì cả. Chỗ này anh cố định hai cột lại này. Anh tách nó ra thành hai ma trận. Ma trận thứ nhất là ADG, BEH, này, CFK này. Đúng chưa? Ma trận thứ hai là ADG, này, BEH và 3B, 3E, 3H. Chứ không phải đét D đâu bằng đét D mũ trừ 1 đâu. Không có chuyện đấy đâu. Cái này tách hai cột thôi. Vừa nãy bên trên anh tách hàng. Không liên quan. Bài 4 này. Bài 4 thì ở đây là các bạn hoàn toàn có thể bấm máy tính được. Nhưng tôi yêu cầu các bạn là dùng cái gì nhỉ? Cái Laplace đúng không? Để các bạn khai triển. Thì các bạn nhìn thấy là ma trận nào tôi cũng cố gắng cho rất nhiều số 0 để các bạn làm. Đúng không? Đây một đống số 0. Ví dụ như cái bài đầu bạn có thể khai triển theo cột 1 cũng được nhá. Thấy không? Hai số 0 này. Bạn không thích bạn khai triển theo dòng 1 cũng được nhá. Một bạn khác không thích khai triển theo cột 2 cũng được. Khai triển theo cái nào cũng được. Có rất nhiều bạn là cứ máy móc khai triển theo một cái. Đừng làm thế. Bài này anh ấy vẫn được không điểm, xin thông báo là như vậy. Bởi vì ở đây vẫn các ký hiệu ma trận đây, đúng chưa? Các anh sẽ thấy là nếu các anh không chỉnh đi thì đấy chính là lý do vì sao đi thi làm bài đúng hết này, ra so kết quả. Được, khai triển theo cái nào cũng được.
Anh muốn khai triển theo cái nào là tùy anh, nhưng nên chọn cái nào có nhiều số 0 nhất. Và khi trình bày, chỉ cần trình bày như thế này thôi là được rồi. Chuyển các cái dấu ngoặc vuông thành sổ thẳng là được. Được chưa? Không cần nhiều bạn là đi ngồi tính C11, C12, C13, trong khi đó chỉ cần tính C13. Toàn bộ các cái anh này bằng 0 rồi thì đi tính lắm C làm gì? A nào khác không thì mới tính. Tức là các anh toàn làm thừa thôi. Trình bày như này là được. Như này là tôi nhìn là tôi biết là anh đang khai triển theo hàng 1 đây nè. Đúng chưa? Hàng 1 nhưng mà cuối cùng thì không hiểu sao nó lại ra cái ma trận này. Bởi vì cái số 1 nó nằm ở đây là anh khai triển theo hàng 1 rồi. Thì cái ma trận của anh còn lại nó phải là cái ma trận này chứ. Đúng không? Nên anh này sai luôn này. Sang đến bài B cũng thế thôi. Bài B bạn nào khai triển luôn cũng được. Bạn nào chịu khó biến đổi để cho cái cột 1 bằng 0 như anh này cũng được. Được chưa? Không, bài tính nghịch đảo là phải tính ấy chứ. Vì gì chứ, làm sao lại đi dùng máy tính được. Dùng phần phụ đại số chứ. Bài C là sẽ khai triển theo hàng 3. Chắc chắn là hàng 3 bởi vì hàng 3 có nhiều số 0. Anh này là luôn luôn bị nhầm định thức và ma trận đây. Đây, bài 5. Trong khi bài 1 anh ấy dòng giã có chứ, sao không? Dòng giã anh áp dụng công thức rồi, nhưng đến bài 5 thì anh lại ngồi đây. Anh ấy nhân ma trận vào với nhau. Có cần phải, bài 5 có cần phải làm như này không? Vớ được một cái bài của học sinh này có đầy đủ các lỗi luôn. Đấy. Đây, anh ấy đi ngồi nhân ma trận này. Anh này là còn nhân ma trận đúng nhá. Có nhiều bạn khác là còn nhân ma trận sai cơ. Nhân ma trận là bạn ý lấy là A nhân A bằng A bình, B nhân B bằng B bình, D nhân D bằng D bình. Thì xong rồi, định thức nó vẫn bằng A bình D bình, có nghĩa là kết quả vẫn đúng. Thế nhưng mà kết quả vẫn đúng, nhưng mà chỉ có điều là tôi nhìn cái ma trận trên này tôi thấy sai thì tôi trừ điểm thôi. Bài này không cần phải làm như thế này, áp dụng luôn cái tính chất giống như câu 1 ấy. Det của U bình sẽ bằng gì đấy? Det của U mũ 2 đúng không? Thì sẽ bằng det u nhân det u. Thế thôi. Công thức có rồi, tại sao cứ phải làm khổ mình thế? Vật vã ra. Được chưa? Det u có rồi. Bài B cũng vậy. Này các bạn ý, các bạn nhìn xem bạn ấy làm sẽ rất là vất vả luôn. Đây, bạn ấy đi tìm. À không. Đây, bạn ấy đến đây thì bạn lại áp dụng. Dưới này thì lại áp dụng này. Tức là không hiểu tư duy kiểu gì thôi. Chỗ thì áp dụng, chỗ thì không. Bài B thì lại áp dụng đây này. Bài B thì lại áp dụng. À đây, bạn ấy viết như này. Trời ơi, viết như này có được điểm không các bạn? Cẩu thả vô cùng, đúng không? Đến đây U bằng U nhân U đúng rồi, nhưng bằng 6 nhân 6. Đấy. Làm sao? Có được điểm không? Có xứng đáng được điểm không? Anh này bị trừ hết điểm mà anh chỉ còn được mỗi điểm bài 1. Ừ. Để đâu ra điểm? Anh ấy không làm bài khác, anh chỉ làm đến bài 5 thôi. Bài 8 nhá. Thì các bạn lưu ý là các bạn làm câu A ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái ma trận nghịch đảo chính là câu B. Vậy thì các bạn đừng có làm câu B nữa nhá. Câu B chỉ cần kết luận ngược lại là xong luôn thôi. Được chưa? Đừng có làm phức tạp lên. Thôi ta nghỉ đi nhỉ. Chú ý bài 5. Còn bạn nào hỏi gì nữa không? Không được bấm máy đâu nhá. Đi tìm ma trận nghịch đảo không được bấm máy đâu nhá. Bấm máy là đang đi tìm ma trận nghịch đảo mà bạn còn bấm máy. Nói chuyện gì? Còn bạn nào hỏi gì nữa không? Không thì ta nghỉ. Đây để cho các bạn xem bài của một bạn khác. Sai tương tự mà cho nên là. Đây này, đây, bài 5 đây. Trời ơi. Đúng rồi, bấm máy cái data thôi. Để tôi xuất danh sách trên hệ thống tôi mới biết được. Đây này, bạn ấy đi mất công tìm ma trận nghịch đảo này. Các bạn thấy không? Trời ơi. Đấy, đi tìm ma trận nghịch đảo. Đi tìm làm gì không biết. Trong khi đó là thực tế là dễ vô cùng luôn. Hạ một dòng thì xong, nhưng đây làm cả mấy trang giấy này.
đã xong đâu. Xong rồi đi nhân ma trận này. Bài 6 tôi không chấm nhé. Bài 6 đã chữa rồi nên không chấm. Bài 7, bài 8 là giống nhau. Không được bấm máy tính mà phải đi tính các C này ra, sau đó xếp vào. Được chưa? Chỉ có bài 8 câu A và câu B thì các bạn lưu ý là có một cái chỗ cần chú ý thôi. Chỗ cần chú ý là gì? Lớp này tại sao không chậm là bởi vì toàn là dạy thừa thời gian. A mũ trừ 1 đúng chưa? Bằng B. Thì ngược trở lại, B mũ trừ 1 sẽ bằng gì? Bằng gì ở chỗ này đấy? Bằng A luôn mà không cần phải đi tìm nữa. Nhưng mà nhiều bạn vẫn ngồi cày cục đi tìm. Được rồi, được. 8B lấy đáp án từ giám A được. Đây tôi đang nói đây làm gì nữa? Đúng rồi, chưa biết A thì anh làm lại cũng được. Miễn là làm đúng, nhưng vấn đề là nhiều anh làm không đúng thôi. Chứ còn anh làm đúng được mà có sao đâu. Được chưa? Anh nghỉ nhá. Vì sao ta học tiếp? Chưa ra bài tập nhỉ? Làm sai thì lại trừ điểm. Bài tập bài 2 của anh hôm trước là cũng đã điểm thấp rồi đấy nhá.